giao lưu nhé. Anh em nào đang online thì chúng ta cùng giao lưu nào. Xin chào các bạn. Mình uh, sẽ có vài phút để giao lưu với các bạn. Xin chào nhé. Anh em nào đang online thì uh, chúng ta cùng giao lưu nhé. Xin chào. Xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi tối. Uh, nhiều sức khỏe nhiều niềm vui bên gia đình mình sẽ có vài phút để khởi động sau đó thì mình sẽ bắt đầu thôi ok xin chào các bạn xin chào long time no see đúng không ạ lâu quá rồi chưa giao lưu với các bạn thành ra hôm nay rất là hứng khởi ở đây chúc các bạn chúc anh em một buổi tối đầy niềm vui happy new year chúc mừng năm mới À, sang năm 2022 đúng không ạ chúng ta điểm qua một số các cái uh, câu chuyện về vĩ mô Cũng hy vọng rằng uh, xin chào uh, Trần Xuân Ban xin chào uh, các bạn ở bên TikTok uh, rất nhiều bạn uh, comment nhưng mà lý do là các bạn để cái nickname mình không đọc được ví dụ như có khi là KC0505 à xin chào một bạn Nhật Châu Âu Trung Quốc thì nên nên đi nước nào? À các bạn hỏi như vậy hả? Ok, đó là câu chuyện dài đúng không ạ? Đó là câu chuyện dài của buổi tối ngày hôm nay. Và đầu tiên thì uh, bắt đầu vào chương trình thì uh, xin chào nhau đã. Hôm nay sẽ có cái câu chuyện để năm 2022 nó bắt đầu rồi đúng không ạ? Việt Nam cũng khép lại một cái câu chuyện của năm 2021 và sang cái câu chuyện năm 2022 và qua cái câu chuyện đấy thì chúng ta sẽ ôn lại một chút xíu và hy vọng rằng anh em thậm chí anh em có thể đưa ra những cái câu hỏi trong phạm vi của mình trong phạm vi của mình hôm nay các bạn có thể đặt câu hỏi về tài chính các bạn có thể đặt câu hỏi về về đời sống các bạn có thể đặt câu hỏi về chứng khoán các bạn có thể đặt câu hỏi về bất động sản vân vân thì uh, tôi uh, trong năng lực của mình trong năng lực của mình trong năng lực hiểu biết của mình thì hy vọng rằng, rằng 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 có thể trả lời được còn có những câu hỏi khó quá thì cũng xin phép là tôi không trả lời được chứ cũng không phải là thì tần nguyễn cũng có thể trả lời được anh em Đó, ừ. một cách cách chân thật là có những câu hỏi của anh em mà tôi trả lời được tôi cũng sẵn sàng phục vụ anh em đúng không ạ ngược lại những cái câu chuyện mà khó quá mà không trả lời được thì cũng xin Xin khất anh em, ví dụ vậy chẳng hạn, đúng không ạ? Xin khất anh em. Chứ cũng không phải là không phải là tất cả mọi mọi câu chuyện thần Nguyễn đều có thể trả lời được. À, chúc anh em có nhiều sức khỏe ở bên gia đình. Chúc cho anh em có một buổi tối vui vẻ và trên hết là chúng ta vào đây để hy vọng rằng với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay các bạn có thể đặt ra thì chúng ta có thể học hỏi từ lẫn nhau để cùng học tập, cùng phát triển, cùng mang lại giá trị cho cộng đồng. À, bây giờ tôi hỏi cho các bạn comment gì nha Đất nền miền Tây còn tiềm năng không nè à, Đang coi bên Tiktok à, Ok chém gió ít thôi mệt thật Đây à, chém gió đấy bạn đừng coi Tại vì à, khi mình không thích thì mình đừng dành thời gian cho cái việc mình không thích Tôi cũng vậy thôi Ví dụ như tôi lên trên đây mà chương trình nào không thích là tôi nếch Chứ tôi cũng không có xem Thế thì anh em Mỹ rút khỏi Hàn thì sao chú ơi? Đây là một cái điều viễn tưởng, đúng không ạ? Chưa có bất kỳ một cái kế hoạch nào như vậy cả Hoặc là các bạn nói lên cái lập luận của mình thôi Chứ Mỹ làm sao mà giúp quân ra khỏi Hàn Quốc được Các bạn đừng có tin vào những cái những 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 cái cái lời nói như vậy Đúng không ạ? Đầu Hàn Quốc là đồng minh hàng đầu của Mỹ mà là sao mà có chuyện là Mỹ rút quân của Hàn Quốc được? Không có chuyện đấy. Tôi chưa nghe thông tin là như vậy nha. Tôi chưa nghe thông tin là như vậy và các bạn có thể bỏ ngoài tay cái thông tin đó đi. Không 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 có đúng đâu. À, một bạn nói là hôm nay chương trình gì vậy ạ? À? Hôm nay chương trình hỏi đáp. Anh em có thể hỏi đáp về đời sống anh em và tôi sẽ trả lời trong phạm vi quy tắc cộng đồng. Có những thứ không nói được thì xin phép anh em tôi cũng không được nói bởi vì đúng không ạ thầy có dạy về đầu tư không có chứ có dạy về đầu tư cuối chương này chương trình này có cơ hội tôi sẽ giới thiệu về những cái chương trình đầu tư ok không anh em một số anh em thậm chí rất là quan tâm đến tình hình đất nước một số anh em hỏi là quan hệ việt mỹ bây giờ như nào à cái bạn một bạn nói là quan hệ của việt mỹ như nào thì tôi nói thật rồi thôi. thôi một bạn thì hỏi là nước nga giờ có mạnh không thì các bạn quan tâm rất nhiều đến trình chơi câu chuyện công việc của ông putin các bạn quan tâm rất nhiều đến công việc của ông joe biden các bạn quan tâm rất nhiều đến công việc của những lãnh tụ thế giới đúng không ạ ok cũng là một phần à, vậy thì rất nhiều câu chuyện các bạn đặt ra thì tần nguyễn sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết nhỏ ít của mình cũng không xin được mạo muội à, bạn hỏi là thứ nhất là có một bạn hỏi Tần Nguyễn này này là liệu quân đội Mỹ có thể rút khỏi Hàn Quốc không thì tôi trả lời là không bạn phải biết đây Nhật Bản là Nhật Bản và Hàn Quốc là nước Mỹ ở bên ngoài nước Mỹ họ là những đồng minh không thể thiếu nhau được và không có bất kỳ một thông tin nào không có bất kỳ một lý do gì ở bao nhiêu ai làm tổng thống thì cũng vậy thôi ai làm tổng thống thì cũng vậy thôi cho dù là đảng dân chủ hay đảng cộng hòa thì cái mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc và Nhật Bản đấy nó là những cái quan hệ sống còn họ, họ 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 phụ thuộc vào nhau và họ dựa vào nhau để mà duy trì và Hàn Quốc có được cái vị trí như ngày hôm nay á rất cần rất cần người Mỹ tương tự thế thì người Mỹ cũng rất cần người Hàn Quốc để mà làm cái chuỗi phong tỏa để bảo vệ cái khả năng siêu cường của mình cho nên anh em đừng có đặt ra cái câu hỏi của Mỹ rồi Hàn Quốc đâu Tôi nói thật với anh em từ khi tôi mới lớn lên tới bây giờ Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ một cái thông tin nào như vậy Và người Hàn người ta cũng không tin thế Mà người Mỹ người ta cũng không tin như vậy Người Trung Quốc cũng không tin như vậy Và chả ai tin như vậy cả Vậy thì tại sao hai cái quốc gia đấy nó lại có khăng khít như vậy Tôi nói đơn giản Cái quan hệ Hàn Quốc đi Quan hệ Hàn Quốc với Mỹ đi Thì bạn biết nước Hàn Quốc có được ngày hôm nay Nó nằm ở sự bảo trợ của Mỹ Triều Tiên họ chiếm hết Cả cái bán đảo Triều Tiên rồi nhưng mà khi mà Mỹ đưa quân vào đấy thì bắt đầu họ chia ra và nó giống như là một cái thuộc địa kiểu mới vậy cho nên không có chuyện đó bạn Huy Vũ thì hỏi tôi là Việt Nam với Mỹ thì như thế nào Việt Nam với Mỹ bây giờ có quan hệ cực tốt luôn tôi có thể nói với anh em ở đây Việt Nam với Mỹ thì không có ký hiệp ước đồng minh tất cả chúng ta đều biết là Việt Nam với Mỹ không có hiệp ước đồng minh Tuy nhiên ấy là nó còn hơn hơn cả như vậy Mỹ có rất nhiều đồng minh ở trên thế giới, chẳng hạn như Philippines cũng là đồng minh của Mỹ. Singapore cũng là đồng minh của Mỹ và Thái Lan cũng đã từng ký cái hiệp ước đồng minh với Mỹ. Nhưng mà cái 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 cái, cái Việt Nam thì nó có cái vị thế đặc biệt. Không đồng minh mà ra đồng minh, đồng minh mà lại không phải đồng minh. À, cái cách của Việt Nam nó khác biệt lắm và người Mỹ bây giờ người ta hiểu Việt Nam rồi. Và cái việc mà bạn bảo là Việt Nam với Mỹ như nào, Việt Nam với Mỹ không cần phải ký hiệp ước đồng minh và cái hiệp ước đồng minh đó đấy nói chung là nó cũng không nhiều ý nghĩa với Việt Nam và Việt Nam cũng không muốn bị lôi kéo vào bất kỳ trò chơi nào anh em hiểu chưa thứ nhất là chúng ta cái bài học xương máu của chúng ta trong suốt bao nhiêu năm trong cuộc đời trong cái, 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 giải đất chữ S của chúng ta đấy thì các các đồng minh họ cũng bỏ rơi đồng minh như thường đồng minh của những nước lớn nó cũng chỉ là những con chốt trên bàn cờ và khi mà một cái nước cờ tốt người ta có thể thí vì một cái lợi ích quốc gia vì một cái đánh đổi giữa các quốc gia với nhau chúng ta không nên làm quân cờ cho người khác thí chúng ta không nên làm quân cờ cho người khác thí và cái các cụ thì chúng ta đấy những các cụ trên triều đình của Việt Nam chúng ta hiểu rất rõ điều đó và chúng ta ngày nay á chúng ta không bao giờ có thể nói là phải nói một cách thực tế là chúng ta không thể trở thành một cường quốc như Mỹ được chúng ta cũng không thể có tầm ảnh hưởng thế giới cầm trịch như Trung Quốc được nhưng mà chúng ta là một cái, cái đối tác có sức mạnh đối tác có bề dày đối tác có bản lĩnh và người Mỹ là người ta hiểu rõ nhất điều đó một số anh em không chịu đâu một số anh em không chịu cái điều đó đó thì tôi tùy thôi mình cũng không có trách nhiệm phải giải trình cái điều đó nhưng mà tôi có thể nói với anh em là quan hệ Việt Mỹ là quan hệ đối tác chứ không phải là quan hệ của một nước chư hầu ngày xưa chế độ việt nam cộng hòa đấy thì nó giống như là một cái đứa con do mỹ nó sinh ra vậy nó là do một cái quân bài cái chế độ việt nam cộng hòa xưa được hình thành ấy, nó là một cái quân bài của mỹ nó để làm cái đoàn đạp nó dựng lên cái chính quyền để nó có thể thao túng để nó có thể thực hiện những cái chiến lược châu á của người mỹ nhưng mà việt nam bây giờ nó không phải là việt nam ngày xưa việt nam bây giờ không bao giờ ký hiệp ước đồng minh với mỹ bởi vì Việt Nam thì rất là hiểu Mỹ, anh em hiểu không ạ? À? Chúng ta phải hiểu này, chúng ta không coi thường người Mỹ đâu, người Mỹ rất tuyệt vời, người Mỹ có ích cho chúng ta mà, người Mỹ có ích cho Việt Nam mà, nhưng mà anh em muốn rất nhiều bạn ở đây này, rất nhiều anh em ở trên cộng đồng mạng xã hội đây này, mình cũng chia sẻ một chút xíu về cái bối cảnh của Việt Nam ấy, rất nhiều bạn trẻ là rất là muốn Việt Nam Mỹ ký hiệp ước đồng minh, tại vì bạn chưa hiểu về Mỹ thôi, tại vì bạn chưa hiểu về Mỹ và không ai hiểu Mỹ bằng cộng sản. Không ai hiểu Mỹ bằng Việt Nam cả. Chúng ta cả có cả một chiều dài chiến tranh với Mỹ. Mỹ chiến, Mỹ can thiệp vào vào chiến tranh Việt Nam. Mỹ can thiệp sâu sắc vào chiến tranh Việt Nam. Mỹ đưa ra rất nhiều cái lý do để mà khống chế cái cộng sản mở rộng ra Đông Dương và Mỹ can thiệp thô bạo vào cái miền Nam Việt Nam. Hồng để mà ngăn chặn cái cộng sản mở rộng ở Đông Dương trong suốt mấy chục năm chiến tranh Việt Nam á. Nếu mà không có sự hà hơi tiếp sức của Mỹ thì không có cuộc chiến tranh như vậy. Và trong suốt cái quá trình chiến tranh Việt Nam xảy ra đó, người Việt và đặc biệt là những nhà ngoại giao miền Bắc hiểu gì về nước Mỹ? Thứ nhất đây là anh em phải biết đấy, Mỹ ký hiệp ước đồng minh với rất nhiều quốc gia, nhưng Mỹ có bỏ rơi đồng minh của mình nhiều không? đây là tôi tôi không nói xấu nước Mỹ mà tôi chỉ nói sự thật thôi Mỹ có bỏ rơi đồng minh của mình nhiều không anh em anh em gõ vào cái bảng cho nó nổi lên đi cho cái cái tim nó nổi lên đi để chúng ta nói chuyện cho vui nào gõ lên đi anh em gõ mạnh lên cái bàn phím đấy cho nó lên đi để anh em chúng ta anh em giúp tôi gõ lên đấy thả tim đi để chúng tôi có năng lượng tôi chia sẻ về cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta phải hiểu rõ được cái người bạn mình đang chơi chúng ta phải hiểu rõ về lịch sử để cho con cháu chúng ta đừng có ngộ nhận chúng ta chưa bao giờ chưa bao giờ chúng ta dưới cơ nước Mỹ về ngoại giao ngay cả những năm tháng khó khăn nhất mà Mỹ cấm vận cho tới bây giờ đừng hạ thấp Việt Nam tôi khi mà tôi kể cho anh em nghe đây là câu chuyện có thật và tôi không muốn huyết quản của các bạn thanh niên có cái suy nghĩ như vậy là lệch lạc là làm yếu cái quốc gia dân tộc của mình là sỉ nhục 4.000 năm lịch sử của Việt Nam khi á có có một cái thời của cái ông Donald Trump ông ấy lên ông làm tổng thống thế thì có một thế hệ Việt Nam có một thế hệ trẻ của Việt Nam là những cái người họ đi đâu cũng đội cái ông Donald Trump lên đầu và họ giống như là ông Donald Trump ông ấy đã du ngủ họ giống như là một vị cứu tinh rằng thì à, Donald Trump ơi giúp Việt Nam với Donald Trump ơi cứu chúng tôi với Donald Trump ơi à, nếu mà không có Donald Trump thì chúng tôi sẽ chết. Đừng hạ thấp dân tộc của mình vậy. Đó là những cái cái suy nghĩ ấu trĩ, sùng mỹ, ngốc nghếch, thiếu chiều sâu và thể hiện sự nông cạn trong cái vấn đề hiểu biết về chính trị cái nước mỹ vĩ đại mà bạn đang tôn vinh và cái ông donald trump cũng chẳng làm được trò chống nhiều và có ông trump hay không có ông trump thì việt nam cũng vẫn phải chiến đấu để bảo vệ đất nước của mình để bảo vệ đất nước của mình cái thời của ông barack obama đấy những năm 2010 2014 đấy chúng ta đơn phương độc mã đơn phương độc mã thậm chí giai đoạn đấy chúng ta mới hội nhập ASEAN cũng không muốn bênh vực chúng ta lúc đấy kinh tế chúng ta còn nhỏ tiền thì không có đồng minh cũng không, cũng không có một mình phải chống lại một cái đế quốc to mà thằng Mỹ nó không can thiệp làm gì có thằng Mỹ nào vào đó chúng ta vẫn giữ được biển mà tất cả khi cái ông Donald Trump ông ấy lên thì chả biết là cho ăn cho uống gì là bắt đầu là đội cái ông Trump lên đầu bắt đầu là đội cái ông Donald Trump lên đầu là thôi cứ bắt đầu là giống như ông Trump ông là bố ông là ông tổ như ông ấy ông Trump phải có cái cách nhiệm để giữ Việt Nam tôi đọc cái chuyện tôi chán kinh khủng luôn và bắt đầu là cái thuyết âm mưu tôi nói với bạn Trump hay thằng nào thì cũng thế thôi Trump hay thằng nào thì cũng thế thôi nó không, nó không sợ gì cái Việt Nam chúng ta chúng ta cần Mỹ nhưng mà chúng ta không phải đội Trump lên đầu đúng không ạ Đây là cái câu chuyện tôi muốn nói về lịch sử và bây giờ chúng ta nhiều ông bảo à, ông mà Biden mà lên thì này kia thì hỏng hết thì không có đâu các bạn đừng nghĩ thế Việt Nam có những chính sách riêng Việt Nam vừa rồi lấy cái bà Harris là phó tổng thống Mỹ đấy cái tháng 8 vừa rồi để anh em phải thấy cái quan hệ Việt Mỹ thì anh em mới thấy được câu chuyện và các cụ như chúng ta trả dạy gì lại là đồng minh với Mỹ anh em hiểu chưa trả bao giờ có thể là chúng ta sẽ trả bao giờ ký hiệp ước đồng minh với Mỹ bao giờ cả và chúng ta cũng chẳng cần điều đó luôn tao với mày sống tử tế với nhau thì có cần bị kết nghĩa anh em không hay chỉ cần sống tốt là được rồi thế tôi hỏi anh em này đầy thằng kết nghĩa anh em cuối cùng nó đối xử với nhau có ra gì không hay là thay vì khỏi cần phải kết nghĩa anh em mà chúng ta vẫn sống tử tế với nhau có cần phải nhận là con nuôi không khi mà chúng ta vẫn sống đoàn hoàng đầy đứa là con nuôi có đối xử tốt với bố mẹ nuôi của mình không anh em đó là cái cách của Việt Nam Cho nên rất nhiều người Cứ hàm muốn ra hà không ký Bà Harris Cần vừa rồi Khi bà Harris đến Hà Nội đấy, Họ cần một cái gật đầu của Hà Nội Họ vô cùng cần Một cái gật đầu của Hà Nội Rằng tôi muốn bạn là đồng minh của tôi Nhưng cái thời đó Là tôi còn nhớ mãi Là ông thủ tướng của chúng ta Lúc đó vẫn còn là ông Nguyễn Xuân Phúc Và Tổng Bí Thư họ vẫn lặng lẽ bà Harris chỉ muốn chúng ta gật đầu một cái rất là đau đớn muốn gật đầu nhưng mà Việt Nam nói muốn nhanh thì phải từ từ viết số đi anh em muốn nhanh thì phải từ từ Hà Nội không vội được đâu và Hà Nội không vội được đâu và cái mục đích lớn nhất đây của người Mỹ đó là người ta mong muốn đấy mình đưa cái quan hệ Việt Mỹ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện sâu sắc họ muốn công bằng như quan hệ Việt Nhật nói một cách nôm na là bà Harris đến Hà Nội vào tháng 8 mong Việt Nam nâng tầm quan hệ Việt Mỹ lên bằng quan hệ Việt Nhật nhưng mà miền Bắc cứ đứng im khi mà bà Harris gặp tổng bí thư thì ông tổng bí thư nghe bà Harris xong cũng cười khi mà gặp thủ tướng thủ tướng nghe xong cũng cười đúng không ạ tôi không có cần phải nâng cấp quan hệ của bạn nhưng mà tôi với bạn hãy ở đây và ở cái mức độ tôn trọng lẫn nhau và tại sao người mỹ cần chúng ta như vậy mỹ rất muốn lôi kéo việt nam vào vòng xoáy của mỹ theo anh em mỹ có muốn việt nam đưa việt nam vào vòng xoáy của mỹ không mỹ có muốn biến việt nam vào vòng xoáy của mỹ không mỹ có muốn đưa việt nam vào cái thế mày chỉ có duy nhất một con đường là chọn tao không anh em chọn mày là đồng minh thì khác gì chọn ông kia là kẻ thù bao nhiêu anh em đồng ý như vậy tôi với ông kia tôi đồng ý rằng xưa nay ông không thích tôi tôi biết xưa nay ông chèn ép tôi tôi biết xưa nay ông từng bước lấn chiếm tôi nhưng ít nhất nó với tôi vẫn có quan hệ ngoại giao và chính trị và kinh tế tốt nhất anh em hiểu chưa mới cấm có một tháng dưa hấu thôi đây là cái câu chuyện của dưa hấu này người ta mới cấm một tháng thôi mình đã long trời lở đất rồi cho nên chúng ta không dạy gì không dạy gì đây là tôi muốn nhắc với anh em còn người Mỹ có cần Việt Nam không Mỹ cần gì Mỹ cần ở Việt Nam một điều duy nhất và bây giờ Mỹ đang làm được việc đó và Việt Nam đang bảo đảm việc đó với Mỹ tao không ngả về phía mày nhưng tao cũng sẽ không bao giờ ngã về bên kia và mỹ liên tục đến việt nam mỹ đương ngoại giao con thoi tất cả các đời tổng thống của mỹ những lãnh đạo cao cấp nhất của nước mỹ đến việt nam mục đích lớn nhất nhắc việt nam là tao không đụng gì đến mày và tôi giúp ông thì ông chỉ nhiệm vụ ông thay vì ông không ngả sang bên nào thì ông cứ đứng im ở giữa cho tôi ở giữa là có lợi cho nước mỹ rồi và việt nam cũng có lợi không khi chúng ta ở giữa chúng ta có lợi không theo anh em khi chúng ta ở giữa chúng ta có lợi không? Ông nào cũng sợ, ông hàng xóm cũng rất sợ mình ngả về phía Mỹ. Ông Mỹ cũng rất rất sợ mình ngả về phía ông hàng xóm và Việt Nam cứ chờ chờ vậy suốt 10 năm nay cái chính sách kiên định của Việt Nam là không là đồng minh liên minh quân sự để chống lại cuộc gia khác, điều đó tuyệt vời. Điều đó tuyệt vời. Nó bảo đảm cho chúng ta được ổn định và nó cũng không biến chúng ta trở thành kẻ hèn trong khu vực nó không biến việt nam chúng ta trở thành quân bài của người khác và nó ít nhất đã có lợi cho kinh tế việt nam chúng ta hãy làm cho đất nước giàu mạnh lên chúng ta hãy làm cho đất nước giàu mạnh lên hãy làm cho đất nước hùng cường lên hãy làm cho đất nước giàu mạnh lên và khi chúng ta đang mạnh rồi và cái quan trọng nhất là tình đoàn kết. Cái tình đoàn kết ở trong nước này này, nó quan trọng hơn gấp vạn lần cái việc chúng ta lo lắng kẻ thù nước ngoài. Thù trong đáng sợ hơn ngoài. Và cái kẻ thù số 1 của Việt Nam là tham nhũng cái kẻ thù tham nhũng nó còn khủng khiếp hơn cả kẻ thù ngoại bang bạn tin không Việt Nam chúng ta muôn đời không sợ ngoại bang chúng ta chỉ sợ kẻ thù trong nước chứ không sợ kẻ thù ngoại bang điều mà người Việt chúng ta xưa nay sợ nhất đó là bệnh tham nhũng trong đất nước và từ khi tôi lớn lên từ khi tôi đọc kinh sách lịch sử của Việt Nam từ khi tôi đọc các môn học lịch sử của việt nam và tôi cũng bắt đầu học lịch sử của thế giới nhiều nước chưa bao giờ và tôi cũng chưa thấy có quốc gia nào diệt tham nhũng khủng khiếp như thời của ông nguyễn phú trọng một số người họ cũng không tin nhưng mà bạn cứ thử xem còn cái cấp nào không bị xử không thì tôi nói với anh em khi chúng ta diệt được giặc Tham nhũng thì cái lòng tin đối với nhà nước nó tăng lên. Cái tình yêu và cái cái niềm tin của các nhà đầu tư, cái sự công bằng trong kinh doanh và đời sống nó được tăng lên khi mà chúng ta đánh vào giặc Tham nhũng. Để tôi nói với anh em là hầu như các quốc gia trên thế giới không làm được như vậy, họ không dám đụng chạm đến. Nhưng phải nói với anh em là tôi nhắc để cho anh em này chúng ta đã bỏ tù đến đô đốc hải quân lê văn hiến đó là nói về trong quân đội chúng ta đã dám chạm cả một tướng tư lệnh hải quân việt nam đô đốc lê văn hiến tức là trong quân đội là hầu như là xưa nay ít người nghĩ rằng dám động đến tư lệnh hải quân thứ trưởng bộ quốc phòng lê văn hiến nguyễn văn hiến hay lê văn hiến tôi xin lỗi các bạn lại comment là nguyễn là cái đó là cái tôi cảm thấy kinh hoàng trời ơi bạn nên nhớ cái người này có thể lên đến trưởng bộ trưởng quốc phòng và nắm lực lượng hải quân là cái lực lượng gọi là cái con áp chủ bài của sức mạnh quân đội và vừa rồi chúng ta kỷ luật cả tướng tá là tướng gọi là nguyễn văn đạm hay là lê văn đạm đây gọi là phó đô đốc phó trưởng gọi là lực lượng cảnh sát biển việt nam cũng bị cho vào kho là, là liên quan đến cái vụ mua sắm trang thiết bị trong quân đội phải nói là chúng ta đánh tham nhũng hầu như không có vùng cấm quân đội mà chúng ta dám làm đấy đó còn về ngành công an chúng ta bỏ tù cái vụ Phan Xào Nam các bạn nhớ đánh bạc Phan Xào Nam không Việt Nam bỏ tù đến cấp thứ trưởng Bộ Công an các bạn có nhớ tên ông ông gì không cái vụ mà tiếp tay cho 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 Phan xào Nam đấy anh em có nhớ là thứ trưởng bộ công an bị vào tù là ông nào không phan xào nam đấy anh em có nhớ cái thứ trưởng mà mà bắt mấy chục mấy ngàn tỷ tiền mặt ở trong nhà là cái tội đánh bạc đấy đây là cái 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 vấn đề mà việt nam chúng ta đánh tham nhũng không khiếp đánh tham nhũng là là tôi nói với anh em là, là, là nó làm nước lòng người cự bộ trưởng cựu bộ trưởng đó là một trong cái 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 làm nước lòng người và Phan Văn Vĩnh, đúng rồi, Phan Văn Vĩnh, Phan Văn Vĩnh chính là cái người thứ trưởng Bộ Công an và ông ta đã chính là cái người mà bắt phá cái vụ án của ông bỏ tù ông gọi là bỏ tù ông bầu Kiên đấy, chính là cái người đọc lệnh bắt ông bầu Kiên ấy. Để chúng ta biết chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mới làm được việc đó. Chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mới làm được việc đó và tiếp theo là một dàn cán bộ hầu như tất cả các cán bộ cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh đều đi tù hết có thể nói là một dàn cán bộ cấp cao từ tôi đọc tên này từ ông Nguyễn Vĩnh Tuyến này ông Tất Thành Cang này bí thư này phó bí thư thành ủy này à, bao nhiêu hầu như cái dàn cán bộ cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh là đi tù hết rồi Đinh La Thăng này Đấy là bắt hết tất cả một cái dàn cán bộ Và cả hệ thống cán bộ của tỉnh Bình Dương Bắt hết luôn Ghê chưa Nha Trang Đà Nẵng Con trai của ông Nguyễn Bá Thành Đó là Nguyễn Bá Cảnh đúng không Không trừ một trường hợp nào Con trai của Nguyễn Bá Thành cũng bị bắt luôn Thì cái đó phải nói là chúng ta dẹp Cái giặc tham nhũng nó quá là là khủng khiếp Và bạn biết đáng sợ nhất vừa rồi đó Là Là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội ông này ngày xưa đã từng làm gọi là bên ngành công an này hình như là cũng là thứ trưởng hay bộ trưởng công an ông, ông 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 nguyễn đức trung đúng không ạ chúng ta đã bắt đến gọi là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội khủng khiếp chưa Đấy là cái vụ tham nhũng rồi thống đốc ngân hàng rồi giám đốc ngân hàng đông á rồi vũ nhôm rồi rất nhiều những cái đó và đánh được giặc tham nhũng ấy vâng đánh được giặc tham nhũng đánh được giặc tham nhũng là nó lớn lắm rồi kỷ luật để bộ bưu chính viễn à cái gì cái bộ bộ truyền thông thông tin đó mà cái bộ cái cái vụ avg đấy cái vụ avg đấy bạn biết đấy vậy thì bây giờ giặc tham nhũng nó tàn phá đất nước như nào giặc tham nhũng nó tàn phá đất nước như nào giặc ngoại xâm không đáng sợ bằng giặc tham nhũng giặc ngoại xâm không sợ chúng ta chưa bao giờ sợ giặc ngoại xâm nhưng nếu không mà đánh tham nhũng thì tự chúng sẽ hiến đất nước cho kẻ thù thôi. Cho nên ấy, cái việc đánh tham nhũng này á, là cái tuyệt vời lắm. Bao nhiêu đời chúng ta mới có được một người làm được cái việc đó. Và khi mà đánh và tham nhũng cái kinh tế của Việt Nam nó bật lên luôn. Khi chúng ta đánh tham nhũng được, kinh tế của Việt Nam nó tăng bật lên luôn. Bởi vì tại sao? Bạn phải biết đấy là chúng bán rẻ, chúng bán rẻ tài sản công. Ví dụ như cái vụ phước kiền nhà bè đi, thì khi cái khoảng chống quyền lực cái khoảng trống quyền lực mà ông Đinh La Thăng ông bị bắt ấy. thì cái ông tất thành cang ông ấy quyền bí thư thành ủy ông ấy ký một loạt các cái giấy tờ bán hết các cái tài sản công của nhà nước cái tài sản của nhân dân đấy bán giá rẻ bèo nhèo như công ty Nguyễn Kim cho công ty Nguyễn Kim và công ty gọi là quốc cường gia lai đấy. ông ông tất thành cang đấy ông ký một loạt các cái giấy tờ mà chuyển tiền của nhân dân thành thẳng tiền của 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 doanh nghiệp ông ấy bán gọi là bao nhiêu triệu cổ phần của Sadeco đấy là là ông ký những cái văn bản đấy ông ông ấy ông ấy rút ruột tài sản của nhà nước ấy để mà và và nó đưa người dân đến thống khổ và cái, cái 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 giặc tham nhũng này nó tàn phá đất nước ấy. không có giặc ngoại xâm nào đáng sợ bằng giặc tham nhũng giặc tham nhũng đáng sợ hơn giặc ngoại xâm bạn hiểu chưa cho nên là ông Nguyễn Vũ Trọng ông ấy làm được cái việc mà xưa nay ấy, cũng chưa có quốc gia nào dám làm như là hiện bây giờ người ta đã đánh tham nhũng đâu cho nên chúng ta phải chúc phúc cho cái hồng phúc của đất nước chúng ta chúng ta phải chúc cái sức khỏe cho đặc biệt là sức khỏe cho tổng bí thư nguyễn phú trọng Được cái ekip làm việc của ông ấy bây giờ đấy nó quá tuyệt vời luôn bạn phải biết đấy là quốc gia khác không có làm được như vậy đâu quốc gia khác không có làm được như vậy đâu họ vẫn có những cái vùng gọi là nương tay họ đụng đến cao quá họ không dám đụng nhưng bây giờ chống tham nhũng ở việt nam là không có khoảng trống và khi đánh được tham nhũng kinh tế việt nam nó vọt lên và tại sao đánh tham nhũng kinh tế nó vọt lên bây giờ anh em phải hiểu được cái 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 kẻ thù tham nhũng nó khủng khiếp như nào này. Tôi lấy một cái ví dụ cho anh em thấy này. Cái doanh nghiệp gọi là cái công ty Tân Thuận này là của 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 của, của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đấy. Là năm một cái doanh nghiệp nhà nước. Và nó cứ dùng cái, cái 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 chức danh là doanh nghiệp của nhà nước rồi nó đi nó thu hồi đất của nhân dân. Nó đền với cái giá rất là rẻ mạt, nó đền có ví dụ con ví dụ 500.000 một mét vuông thôi nó chỉ đền có 500.000 một mét vuông thôi và nếu mà người dân á mà chống cự thì nó đàn áp đó là cái cách mà các chính quyền nó cướp đất của nhân dân này nó đàn áp nó dùng cái bàn tay của chính quyền để nó 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 đàn áp nhân dân để nó nó lấy đất nhưng khi nó lấy được thành đất sạch rồi nó dùng bàn tay nó nói đây là giải tỏa để công trình nhà nước thế thì nhà nước người dân đâu cãi được mà dân mà đục đến là nó đưa cái lực lượng đến nó đàn áp đây là cái cách mà các cái bọn mafia trong cái hệ thống nhà máy Nó 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 nó, nó, nó nó cướp bóc của, của của nhân dân trong khi mà nó giải phóng thành đất sạch rồi thì nó dùng cái đất sạch đó nó bán giá rẻ cho cho cho, cho doanh nghiệp đất ở Phước Kiển nhà bè 28 triệu một mét vuông mặt là giá thị trường 28 triệu một mét vuông là giá thị trường nhà nước đền cho dân khoảng 200.000 một mét 2 đến 300.000 một mét và khi mà đã thu hồi hết rồi thì bán lại cho quốc cường gia lai tức là công ty của cường đô la đã có một triệu ba một mét thôi trong khi đó giá thị trường là 28 triệu một mét đó không phải tham nhũng là gì đó không phải là cướp tiền của nhân dân là gì và nó làm cho người dân người ta hận thụ chế độ đúng như vậy không anh em như vậy có phải là tiềm ẩn mất niềm tin của nhân dân và đất nước không bao nhiêu anh em thấy chính vì cái vụ chính các cái quan lại các cái 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 quan chức ở các cái tỉnh đấy họ dùng cái ngoại và cái cá bình dương cũng vậy bình dương cũng vậy và nó đánh mất niềm tin vào nhân dân và đất nước và ông nguyễn vũ trọng đánh thẳng vào đó luôn bắt hết và ông tất thành cang mới xử một vụ là may mắn lớn nhất đây là nó rửa hận cho người dân khi mà ông tất thành cang này ông ấy vào tù thì nhân dân sài gòn mừng lắm bạn ạ nhân dân quận 2, nhân dân quận 7, nhân dân quận 9 nó mừng lắm Người dân ở đó người ta cảm thấy người ta khóc thấu trời Bạn phải biết họ đi kiện 20 năm nay Người dân thủ thiêm Người dân nhà bè, người dân quận 9 Họ kiện 20 năm nay mà kiện còn bị đàn áp các bạn hiểu chưa Chứ không phải dễ kiện đâu Cho nên là cái ông Tất Thành Cang này tội lớn lắm Ông Tất Thành Cang này tội với nhân dân lớn lắm Tội với nhân dân lớn lắm nó tham nhũng nói thật với các bạn nó sẵn sàng bán rẻ tổ quốc các bạn tin không theo các bạn cái loại đó nó có dám bán rẻ tổ quốc không và bạn 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 đừng lo à. ông tất thành ca không chỉ 10 năm đâu mới hôm qua tòa tuyên án là tù 10 năm nhưng đó mới là một vụ án theo các bạn ông tất thành cang này có bị tham gia vào nhiều vụ án không tôi đang nói về cái vận mệnh của đất nước ấy. như vậy đánh tham nhũng có 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 tốt không anh em đánh tham nhũng có tốt không cái điều này nó diễn ra từ lâu rồi bọn này nó sẵn sàng bán rẻ tổ quốc anh em tin không hoặc là đánh cái câu chuyện thứ hai là có những đại biểu quốc hội nó 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 có mafia mà nó nó chui vào hệ thống chính trị nó chui vào hệ thống chính trị nó lên đến tôi gọi là đại biểu quốc hội nó lên đến đại biểu quốc hội đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh ông phạm phú quốc là người có quốc tịch đảo ship ghê chưa ấy vậy mà ông ông Nguyễn Phú Trọng ông moi ra nhà ông Nguyễn à, ông Phạm Phú Quốc là đại biểu quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà lại mang quốc tịch ship và điều này là bị cấm trong hiến pháp làm sao ông có thể đại diện cho người dân Việt Nam được khi mà ông lại là người có quốc tịch nước khác anh em có thấy đúng như vậy không đấy là cái cái mà cái công lao nó ngồi vào đến trước đó chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cái loại này nó lên đến bộ trưởng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tìm được ra mà cái loại này nó lên đến thứ trưởng nó lên đến bộ trưởng nó vào nó lên sâu vào đến bộ chính trị nó điều hành đất nước thì có phải là nó sẵn sàng bán đứng đất nước chúng ta cho cho kẻ thù không cho nên cái giặc nội sâm với giặc ngoại sâm cái nào đáng sợ hơn anh em cái giặc nội xâm với giặc ngoại xâm cái nào đáng sợ hơn và vừa rồi vừa rồi chúng ta đánh vào ngành y tế y tế là đưa người dân đến thống khổ bạn nhìn y tế đúng không ạ đặc biệt là cái tham nhũng trong ngành y đấy nó làm cho người dân đến thống khổ và vừa rồi bắt đến gọi là giáo sư Tuấn gọi là Tuấn Tim tuấn tim là một trong những bác sĩ mổ tim giỏi nhất việt nam gọi là một nhân tài đất việt tuấn tim là một nhân tài đất việt và người ta những người làm trong ngành y nói rằng phải lâu lắm việt nam mới sản sinh ra được một người tài như tuấn tim nhưng mà tuấn tim một giáo sư giám đốc bệnh viện bạch mai cũng bị ngã bởi đồng tiền tuấn cực giỏi Tuấn giỏi nhất Việt Nam về mổ tim và từng được những tạp chí quốc tế tôn vinh về đôi tay vàng của ông ấy. Tức là ông ấy cực giỏi. Và thay vì ông sống một cuộc đời thanh bạch để hưởng một cái lương chi của một bác sĩ thì ông ấy cấu kết với những doanh nghiệp. Một cái ca mổ trị giá có 8 triệu. Tất cả những cái hệ thống bác sĩ Việt Nam đều tiếc cho Tuấn Tim để tiếc cho Tuấn Tìm bởi vì ông đã gục ngã trước đồng tiền. Tuấn Tìm là một giáo sư hàng đầu của Việt Nam về mổ tim và trên thế giới cũng không có nhiều người như vậy. Và ông ấy đã ngã gục trước đồng tiền của ma quỷ. Một người vào bệnh viện Bạch Mai với cái mức mổ 8 triệu thì chúng cấu kết với nhau để một ca mổ thành 35 triệu để ăn cái đoạn tiền chênh lệch đấy thì có phải là đưa người nghèo đến thống khổ không anh em? Nghe đây, đây là cái công việc của một cái giáo sư như Tuấn Tim đã làm đối với người nghèo. Một cái chi phí cho một ca mổ đúng ra chỉ hết 8 triệu. Nhưng các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai đã kê lên đến 35 triệu, tức là người nghèo đúng ra có 10 triệu là có thể mổ được rồi, nhưng vì không đủ tiền phải mang về nhà và chết oan. Cho nên những cái ca mổ đắt đỏ đó cũng gián tiếp giết người. Vào Nguyễn Phú Trọng ông ấy đưa được cái đó ra ánh sáng. Nức lòng người. Nức lòng người. Và có lẽ là chỉ có thời này mới làm được. Có lẽ chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mới làm được. Có lẽ chỉ có ekip lãnh đạo bây giờ mới làm được. Và vừa rồi công ty Việt Á về sản xuất cái kit test nghiệm Covid anh em biết, tôi đang nói về cái giặc nội xâm tại vì anh em quan tâm đến đất nước anh em quan tâm đến thời cuộc anh em quan tâm đến thời đại thì tôi mới nói với anh em là đánh tham nhũng bây giờ bắt đầu đánh về ngành y tế này hôm nay thứ trưởng y tế tên là cường tôi không nhớ tên gì vừa bị bắt vì tội thông đồng bán thuốc ung thư giả trên lãnh thổ việt nam người ta bị bệnh ung thư tức là người ta đến lúc chết rồi nhưng chúng cũng can tâm nhập thuốc ung thư giả về để bán cho người bệnh. Người bệnh người ta tin tưởng bác sĩ tuyệt đối bạn có tin không? Người bệnh người ta tin tưởng tuyệt đối vào bác sĩ. Vậy mà bác sĩ những cái cán bộ ngành y tế đã thông đồng để nhập cái thuốc chữa bệnh ung thư nhưng lại là thuốc giả về để bán cái giá cắt cổ cho người dân thì tội ác thấu trời chỉ có thể gọi là quỷ chứ không thể là người được chỉ có thể nói là ma quỷ mới làm được cái điều đó chứ con người không ai nỡ làm việc như vậy với nhau bao nhiêu anh em đồng ý cái việc bác sĩ các lãnh đạo của ngành y tế mà mang thuốc ung thư giả về để bán cho người bệnh thì đó có phải là tội ác không anh em và không ai không có vùng cấm trong đánh tham nhũng vụ này bà Nguyễn Kim Tiến cũng phải chịu trách nhiệm lũ quỷ chứ không phải là người và công đầu tôi nói với anh em nếu như không có người dũng cảm như Nguyễn Phú Trọng thì mọi cái đều có thể êm đi. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng lôi ra hết. Không có vùng cấm. Tôi vừa nghe một cái bài mới nhất mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là kể cả là phong tỏa COVID thì đội chống tham nhũng vẫn phải làm việc bình thường, không có lý do gì để mà chống COVID mà không dẹp tham nhũng cả. Thì cái đó mới là cái chấn hưng đất nước đấy. Đất nước chúng ta chỉ cần đánh được tham nhũng thôi là chấn hưng ngay để à, tôi kể cho anh em nghe về cái cái, cái... nãy giờ anh em nhắc rất nhiều đến công ty Việt Á cái kit test nghiệm covid này cứ nhét lô mũi vào là ngoáy 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 này này ngoáy 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 nhét lô mũi này này thực ra đấy cái kit test nghiệm đó đó là cái công ty việt á này nó là cái công ty của gọi là bộ y tế cái công ty việt á này là công ty của bộ y tế và nó làm làm sao đấy tất nhiên chưa đến ngày xử và mình không được phép cầm đèn chạy trước ô tô chúng ta không được phép cầm đèn chạy trước ô tô bởi vì chúng ta mà nói sai là bỏ bà luôn đúng không ạ chúng ta chỉ nói me mé, mé thôi chúng ta chỉ nói gần gần xa xa thôi bởi vì nguyên tắc cái người kết tội là tòa án chứ không phải chúng ta cho nên chúng ta chỉ nói ở góc độ vừa phải đừng có gây gắt quá khi nó ra một bản án như ông tất thành cang thì chúng ta nói được khi nó ra một bản án như ông Hoàng Trung Hải thì chúng ta nói được. Khi nó ra một bản án như ông Nguyễn Đức Trung Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì chúng ta nói được. Còn những cái gì thuộc đang ở trong giai đoạn điều tra thì nó thuộc vào cơ quan cảnh sát điều tra, nhưng chúng ta có thể nói một phần như sau. Những cái gì báo chí đã đăng thì chúng ta cũng mới dám nói về cái việc đánh đánh gọi là đánh tham nhũng ở Việt Nam và tham nhũng tồi tệ nhất, tham nhũng dơ giấy nhất, tham nhũng hèn mạt nhất tham dũng ác độc nhất là tham nhũng ngành y tế em lái xe đường dài em tôi tôi có một đứa em lái xe đường dài bảo nếu tính ba ngày một lần test covid thì nó lái xe đường dài người ta ngoáy nó hỏng cái lỗ mũi luôn cứ ba ngày test một lần và nó tên nó phải mấy trăm lần test covid thì theo anh em và mỗi một lần như vậy 700.000 một lượt test Covid trong khi đó cái giá nhập khẩu về giá nhập từ nước ngoài về chỉ có 56.000 nhưng mà chúng nó chung đến 80 tỷ tiền hối lộ đó là cái ông giám đốc của cái công ty Việt Á em khai ra đấy chỉ riêng tiền hối lộ cho các quan chức các tỉnh và vừa rồi thì tỉnh Bình Phước đấy các cán bộ y tế của tỉnh Bình Phước đã xin được trả lại cái tiền đó Anh nghĩ bụng mà trả nổi không bây giờ mà trả gì nữa đúng không ạ mày ăn rồi bây giờ trả đâu được cắn rồi giờ trả đâu được bây giờ các lãnh đạo nào mà nhận tiền của Việt Á rồi là chết nó riêng tiền đi để hối lộ là gần 1.000 tỷ rồi và cái mũi test đó thực ra đấy ba ngày test một lần nếu mà bạn cho nó ngoáy ba lần bạn hư lỗ mũi luôn nếu mà bạn cho nó ngoáy ba ngày một lần lỗ mũi của bạn cũng hư luôn đây là cái câu chuyện thứ nhất thứ hai là cái số tiền đấy hết khoảng bốn chục triệu một tài xế chạy đường dài 4 tháng phong tỏa Covid nó tốn kém khoảng chục triệu nó đi làm cũng đâu có được số tiền đó đâu người dân thống khổ và chịu hết Phải may mắn vậy thì chúng ta giả soát lại cái đại cuộc từ đó chúng ta nhìn nhận ra một điều đánh tham nhũng và còn thêm một điều nữa thêm một điều nữa tôi muốn nói với anh em là ở đây là báo chí đăng nhưng mà mình chưa có con số nên mình cũng chỉ nói me mẹ thôi trong khi cửa khẩu đang bị nước ngoài họ đóng trong khi cửa khẩu của chúng ta đấy đang bị nước ngoài họ đóng lại họ không cho chúng ta xuất hàng vào nước của người ta và các doanh nghiệp nông sản của việt nam đấy, các doanh nghiệp nông sản của việt nam đấy là bị đổ hàng đi chở hàng vạn cái 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 hàng trăm xe container gọi là em tôi có một đứa em á, chồng thăng long ở bình thuận nó bảo là cứ 40 triệu tiền vốn thì bây giờ bán được 10 triệu cứ 40 triệu tiền vốn thì thu về được 10 triệu lỗ ngay tại vườn nhưng cái nhà cái mua ra đến lạng sơn lại đổ hai bên lề đường nữa đổ hai bên lề đường nữa và tôi còn nghe nói rằng người tài xế rồi thương lái đã khổ như vậy nhưng mà một cái xe để nó gọi là lái sang bên kia biên giới luôn là cái tiền lót tay tiền luật 10 triệu nữa người người kinh doanh và tài xế khổ như vậy rồi nhưng để một chiếc xe qua được biên giới đóng thêm 10 triệu tiền luật và tiền luật đấy không biết là tiền gì tham nhũng ở cửa khẩu nhiều anh em mấy bữa nay tôi thấy đầy trên báo rồi cái này mình không rõ ràng nhưng mà anh em tài xế nó ức quá nó đã lỗ đến mấy trăm triệu rồi cái xe của nó hàng thối rồi nhưng mà để mà nó lái sang bên kia đóng 10 triệu tiền luật một xe container lời lỗ kệ bố này anh em có thấy tham nhũng kinh khủng không anh em có thấy tham nhũng khủng khiếp không nó có tàn phá nếu như mà không có điều đó thì có phải là cái người khổ nó đỡ khổ hơn không Đấy cho nên là cái việc lót tay đấy Lót tay qua cửa khẩu đấy Một bạn nói là tới 18 triệu Có lúc căng tới 50 triệu Anh em viết xuống đây này Thì tức là gì Nó vô cảm Vô cảm chứng nỗi đau của doanh nghiệp Vô cảm chứng nỗi đau của những người Bạn phải biết để chở một chiếc xe thăng long Chở một chiếc xe thanh long Hy vọng là triều đình nghe thấy được điều đó Hy vọng là những cái youtube đấy Người ta ức quá mà con run xéo lắm Cũng phải hoàn con run xeo lắm cũng phải oằn người ta cũng phải khóc lên và hy vọng là triều đình nghe được cái điều đó nguyễn phú trọng ông nghe được cái điều đó để đi. bọn đây là cái bọn không có yêu nước đâu tôi nói thật bọn đó là bọn không bao giờ thương dân đâu bọn đó mà có chiến tranh xảy ra nó chạy đầu tiên nhưng mà thời bình thì nó ức khiếp người dân đấy là tôi nói là thời nào thì cũng có thôi ta tổng kết lại một vấn đề về tham nhũng như vậy nếu như chúng ta dẹp được tham nhũng đất nước chúng ta có cất cánh không nếu như chúng ta dẹp được tham nhũng. Nếu như chúng ta dẹp được tham nhũng ấy đất nước chúng ta có kết cánh không anh em? Chắc chắn anh em đất nước chúng ta con người chúng ta đủ tài. Con người chúng ta đủ tài, đủ trí, đủ lực, đủ dũng khí, Việt Nam ta đủ hết tất cả các tài nguyên để đi lên. Và đó là thù thù trong nó sợ hơn giặc ngoài bây giờ là giai đoạn này tôi muốn nói với anh em về cái nỗi thống khổ của người dân anh em nhận thấy được một điều như vậy chúng ta tập trung quá nhiều vào giặc ngoại xâm nhưng thực ra giặc nội xâm có đáng sợ không anh em thù trong và giặc ngoài cái nào đáng sợ hơn anh em đấy từ xưa tới nay đúng không ạ thù trong và giặc ngoài cái nào đáng sợ hơn tôi nói với anh em là tổ tiên chúng ta đấy không bao giờ mà sợ giặc ngoại xâm không bao giờ mà sợ được sợ giặc ngoại xâm sợ nhất là giặc nội xâm mà giặc nội xâm chính là giặc tham nhũng giặc tham nhũng đó là gì đó là quan hệ đó là cường quyền đó là hống hách đó là bắt nạt người dân vậy thì ít nhất ý, ít nhất ý, thì chúng ta đã thấy là chính quyền rất là quyết tâm cái cái chiến lược bàn tay sạch này đã đưa rất nhiều người mà người ta không bao giờ tin rằng người ta sẽ vào kho chúng ta với những cái quan chức ấy, vừa rồi tôi đọc một cái tờ báo của cái tờ báo gọi là tờ báo giải còn để phóng, đó giải phóng, họ đưa cái tin là chưa bao giờ mà chúng cái nhà tù nó nhốt nhiều cán bộ như bây giờ, điểm danh bao nhiêu cán bộ trung ương bị vào kho, anh em hiểu chưa? thì cái đó là cái 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 điểm đó là cái điểm làm cho đất nước chúng ta nó trong sạch hơn, nó biết sợ những kẻ tham nhũng nó biết chùn tay, nó biết chùn tay, nó biết sợ vậy thì từ đó trở đi thì làm cho mọi cái việc làm ở trong nước nó dễ dàng hơn khi người ta làm kinh doanh nó cũng dễ hơn và cái việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nó nó sòng phẳng hơn thì hàng hóa của Việt Nam nó mới có cơ hội để đi ra nước ngoài và nó tạo ra hiệu quả ngay và luôn nó tạo ra một hiệu quả rất lớn ở trong nước đó là khi chúng ta dẹp được giặc tham nhũng đấy chỉ riêng đánh bạc thôi nha tôi nói với anh em chỉ riêng cái nạn đánh bạc thôi vừa rồi cách đây một tháng để tôi kể cho anh em mà câu chuyện là chúng ta thấy chúng ta thu từ đánh bạc nó lớn như nào cái con người ta cái máu mẹ cờ bạc nó nhiều lắm cái con người bản chất của con người chúng ta cái máu mẹ cờ bạc nó khủng khiếp lắm chỉ riêng thu cái tiền đánh bạc vừa rồi là cái phòng chống tội phạm đánh bạc ở Việt Nam đấy công an thành phố Hồ Chí Minh ấy họ không nói rõ họ bắt được 87.000 tỷ số lượng 87.000 tỷ tiền đánh bạc các bạn có thấy khủng khiếp không ạ đấy trước cái cái ngày phong tỏa đấy là nó chơi gọi là đỏ đen đấy chơi những cái đồng tiền điện tử gì đó rồi chuyển tiền và xong nó đánh sập sàn đó là nó thu về không biết có thu được tiền mặt không nhưng người ta nói trị giá của cái vụ đó là 87.000 tỷ thì tôi muốn nói với anh em là cái 87.000 tỷ nó lớn như nào tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh đó, một năm chỉ có 350.000 tỷ tổng thu ngân sách của cả thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thu nhiều nhất trên cả nước có 350.000 tỷ mà một vụ đánh bạc thu được 87.000 tỷ thì theo các bạn cứ khủng khiếp không nó khủng khiếp luôn nó đánh bạc khủng khiếp luôn đó là cái cách mà an ninh mạng họ bắt được cái vụ đánh bạc 87.000 tỷ vâng thì tôi không biết nhà nước thu được bao nhiêu tiền câu không công bố câu không bố cái số tiền ông thu được nhưng trị giá là 4 tỷ chứ không phải 4 triệu nha 4 tỷ đô la là số tiền trị giá của cái vụ đánh bạc đó kinh khủng. Thì cái đó cũng sung vào công quỹ nhà nước. Cái thứ hai là ngày xưa đấy đấu thầu đất vàng đấy, đó khi mà dẹp được dẹp tham nhũng bắt đầu cái kinh tế nó bùng nổ bắt đầu chúng ta có tiền. Vậy thì khi dẹp được tham nhũng rồi thì tiền nó đến như thế nào? Khi dẹp được tham nhũng rồi thì tiền đến như thế nào? Ngày xưa đấy đấu thầu một miếng đất 100 tỷ chúng nó chỉ luồn đút chúng nó đấu thầu có 10 tỷ thôi. Ngày xưa đấy để mà đấu thầu một cái miếng đất vàng đấy Chúng nó làm loanh quanh đấy Ví dụ như cái thời ông Tất Thành cang ông làm ấy, Là cái miếng đất 1.000 tỷ á, doanh nghiệp Nó đi đêm nó đấu thầu có 10 tỷ thôi Tôi lấy ví dụ như vậy Nhưng vừa rồi vì sự minh bạch đấy Tân Hoàng Minh chúng ta chỉ bán có 4.000 mét đất Thu về được 37.000 tỷ Nó choáng váng luôn Chỉ bán có 4.000 mét đất ở Thủ Thiêm Mà ngân sách thu về được 37.000 tỷ đồng các bạn có thấy cái sự minh bạch nó mang lại nhiều tiền không? Nếu như lúc trước mà đấu thầu thì chắc chỉ 3 tỷ 7. Nhưng bây giờ nó thành 37 nghìn tỷ. Đó là cái lợi ích của, của, đánh tham nhũng nó mang lại đấy. Cái lợi ích, anh em comment đi gõ xuống đi. Anh em cảm thấy hay thì gõ xuống đi để tôi có năng lượng tôi nói tiếp nào. Bây giờ ngồi xem không vậy, gõ mạnh vào. Like đi anh em. Like với thả hoa hồng đi. Thả hoa hồng đi để tôi có năng lượng tôi nói tiếp với anh em nào số đi anh em khi mà chúng ta minh bạch rồi các cái tổ chức tham nhũng nó hãi rồi có nhiều người đi tù quá rồi hoặc là cái bọn tham nhũng nó bắt hết rồi thì bắt đầu cái này kinh tế nó minh bạch hơn chưa bao giờ chúng ta bán được cái miếng đất nào đắt đỏ như vậy chỉ có bốn nghìn mét đất thôi ở thủ thiêm mà tuân hoàng minh họ đấu thầu đấy thành phố thu về được 37.000 tỷ tức là nó quá nhiều tiền lấy cái tiền đó mà tái thiết đất nước lấy cái tiền đó mà xây đường giao thông Lấy cái tiền đó mà xây trường học Lấy cái tiền đó mà xây bệnh viện Lấy cái tiền đó mà lo cho uh, gia đình cách mạng Lấy cái tiền đó mà do cho người nghèo Và chúng ta chỉ cần dẹp được tham nhũng Chúng ta nhiều tiền lắm bạn biết không Khi mà dẹp được tham nhũng một cái ấy, Ví dụ như là nó tiền nó đút túi không à Không dẹp được tham nhũng Thì cái tiền nó không phải là ngân sách quốc gia Mà nó chạy vào túi của một số quan chức Vậy thì dẹp tham nhũng nó tạo ra tiền như thế nào? Thì tôi chỉ cho các anh em nghe, cái dẹp tham nhũng nó 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 tạo ra tiền như nào này. Nó có cái đường cao tốc gọi là thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bao nhiêu anh em ở đây biết là nó có cái đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để tôi nói cho anh em biết là chúng nó chúng nó nó nó, nó ăn cắp tiền của nhà nước như thế nào. Bao nhiêu anh em ở đây biết được cái đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ạ? À? Viết xuống đi để tôi kỳ cho kể cho các bạn nghe là cái bọn này nó ăn cắp tiền của 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 nhà nước và nhân dân như thế nào. Thế thì cái đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ấy, nó thiết kế cái loại gọi là nó nó thiết kế cái 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 loại gọi là cái người ở đầu này cà thẻ và ra đầu kia trả tiền. Cà ở đầu này thì ra đầu kia trả tiền. Cà ở đầu này và ra đầu kia trả tiền. Đó là cái cách mà cái 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 đường cao tốc nó hoạt động như vậy. Và cái công ty á, là cái công ty này là cái công ty của Dương Ngọc Hệ. Dương Ngọc Hệ là sáu út chọc gặp à, anh em là út chọc ấy là nó 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 trúng thầu cái hệ thống thu đó là cứ 10 đồng cứ 10 đồng tiền vé thu được để báo cáo cho nhà nước ấy thực ra nó báo cáo có 4 đồng tôi còn 6 đồng không báo cáo thuế ghê không mấy đồng chảy vào túi có bọn mafia anh em viết xuống đi cứ 10 đồng thu được cứ 10 đồng thu được sau này người ta mới điều tra ra cái hệ thống đó là cứ 10 đồng thu được thì thực ra nhà nước chỉ được báo cáo nó báo cáo thu có 4 đồng à, còn 6 đồng chảy đi đâu? 6 đồng nó chuyển ra nước ngoài, nó gửi vào các tài khoản ngân hàng nước ngoài, nó không những làm thất thoát tài sản mà nó còn chuyển tiền ra nước ngoài bạn hiểu chưa? Cứ 10 đồng thu được thì chúng chỉ báo cáo có 4 đồng tôi còn 6 đồng đánh mất như vậy nhà nước có thu lại được nhiều tiền không đánh tham nhũng đất nước chúng ta có thu được nhiều tiền không anh em câu chuyện đó nó có thật tôi diễn ra nhiều năm rồi nó gửi vào ngân hàng nước ngoài và nó thay vì dùng cái tiền đó để chúng ta mua máy bay chúng ta mua tàu ngầm chúng ta mua xe tăng chúng ta mua súng ống đạn dược chúng ta mua tên lửa để chúng ta phòng thủ để chúng ta xây dựng trường học để chúng ta trái trên đất nước mẹ cứ làm ra 10 đồng nó ăn cắp hết 6 đồng bố thằng Tây nào mà giàu được tham nhũng đáng sợ không viết xuống đi tham nhũng đáng sợ không anh em viết xuống viết xuống đi tôi nói với anh em là cái giặc nội sâm nó cũng khiếp như thế nào tham nhũng đáng sợ không mafia đấy đó chính là mafia ngày xưa chúng ta xem những cái bộ phim ngày xưa chúng ta xem thời của chúng tôi lớn lên đấy xem cái bộ phim gọi là bố già của ý hòn đảo si xin rửa tiền tôi nói với anh em cái mafia của ý nó nó bây giờ nó cũng bằng cái móng tay của mafia việt nam cái bọn mafia cái gọi là cái câu chuyện của có bạch tuộc ấy, cái câu chuyện bố già của ý nó, nó cũng là gì so với cái mafia bây giờ mà chỉ cái đất nước chúng ta bây giờ này nó kinh vi khủng khiếp, toàn là cái bọn là đục quét, đây là các bạn thấy đó là công hàng đầu phải nói đấy Nếu như chúng ta mà không có một cái ekip làm việc như Nguyễn Phú Trọng, nhưng nếu mà chúng ta không có một cái ekip làm việc như ông ông Nguyễn Xuân Phúc, từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc ông lên làm thủ tướng, điều này nó mới thay đổi bạn biết không? điều này công đầu nó thuộc về thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đấy. Trước đó tôi không dám nhắc đến tên họ, bởi vì họ là những người lớn tôi nói, nhưng trước đó là chả ai phát hiện ra cái vụ nào bao giờ. Là cứ gọi là đến ngày hạ cánh an toàn. Trước cái thời của ông Nguyễn Xuân Phúc đấy là cứ hết ngày hạ cánh an toàn. Và đất nước lùi lại bao nhiêu năm vì những tập đoàn phá sản. Vinasin phá sản, Vinalay phá sản rồi những cái tập đoàn hàng đầu phá sản. Mỗi một tập đoàn phá sản như vậy, mỗi một người dân chúng ta lại gánh một đống nợ quốc gia. Và từ ngày ông Nguyễn Xuân Phúc ông lên làm thủ tướng từ ngày mà ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy giữ hai cái chức chủ tịch nước và tổng bí thư thì cái ekip làm việc đó nó bắt đầu hiệu quả và nó lòi ra một đống tiền cái tiền ngân sách nó nó bị nó một nó bị tăng lên tôi nhắc lại để anh em thấy này anh em check số liệu này để chúng ta thấy này là cái đánh tham nhũng này nó tạo ra cái hiệu quả gì cho đất nước này nó đến kinh khiếp lắm tôi nhìn thấy tất cả cái hệ quả của đất nước chúng ta có được ngày hôm nay công đầu thuộc về chống tham nhũng cái chống tham nhũng này nó hiệu quả nó tạo tiền nhiều lắm khi mà ông khi mà ông ông, ông 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 thủ tướng nguyễn xuân phúc ông lên nắm quyền tôi nhắc lại cho anh em biết là khi ông nguyễn xuân phúc, phúc ông lên ông làm thủ tướng thì lúc đó cái người bà chủ tịch quốc hội tên là bà nguyễn kim ngân cái bà kim ngân bà đã từng đã đã từng nói trong quốc hội tôi chưa thấy cái đất nước nào nhưng mà nợ quốc gia như cái đất nước này nợ vô tội vạ và không ai chịu trách nhiệm cái nợ quốc gia khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông lên nắm quyền ấy, nợ như chúa trổ nợ 67% GDP của nước ta là nợ nước ngoài sợ chưa 67% GDP của Việt Nam là nợ nước ngoài và Kim Ngân đã nói quốc hội là tôi không thể chấp nhận được cái cách quản lý nợ công tồi tệ như vậy nhưng mà mọi cái nó thay đổi chỉ mất 2 năm khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông lên nắm cái chức thủ tướng ngân khố quốc gia chúng ta có 35 tỷ đô đọc con số các bạn mới biết để mà tôn vinh người ta đọc con số để mà liệt tổ liệt tông để ghi danh người ta vào đất nước của chúng ta khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông lên ấy, nợ công quốc gia của chúng ta là 67 GDP để tôi nói với anh em xem ông ấy làm một nhiệm kỳ nó thay đổi như nào và cái ngân khố quốc gia của chúng ta thấp sáu nước ASEAN chúng ta thấp hơn Philippines, thấp hơn Mã Lai, thấp hơn rất nhiều nước chúng ta chỉ có 30 tỷ đô la tiền dự trữ ngoại hối. Năm 2015 số tiền dự ngoại hối quốc gia, số tiền dự trữ ngoại hối quốc gia của Việt Nam là 30 tỷ đô la mà không vượt qua được con số đó. Mà chỉ mất có hai năm. Nợ công kéo tuột một phát căng như dây đàn, tưởng tượng quốc gia phá sản bất kỳ lúc nào. Khi ông Nguyễn Xuân Phúc ông lên, cùng với cái đánh tham nhũng này nó minh bạch số liệu sổ sách khi chúng ta đánh tham nhũng này này thì cái nguồn tiền nó bắt đầu chảy vào ngân khố quốc gia nó không chảy được ra ngoài nó chúng ta bịt những cái lỗ bịt những cái lỗ hỏng của tiền tài chính nợ công kéo một cái từ 67 đến ngưỡng cực an toàn hàng đầu châu Á chúng ta nợ 55 là mức an toàn tốt bậc nhất thế giới luôn và kể từ đó đến nay chúng ta duy trì ở mức nợ công quốc gia dưới 55 trở thành một trong những đất nước có cái có cái chỉ số tài chính mạnh mẽ và an toàn và cả thế giới phải nể phục cái điều đó. Và suốt mấy năm nay chúng ta không nhắc đến nợ công nó nó không đáng kể nữa. Về nợ công, ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng kéo từ 67% xuống xấp xỉ 50%. Công hàng đầu thuộc về ông Nguyễn Xuân Phúc và chúng ta thế hệ trẻ phải biết điều đó để mà tôn vinh người ta. Khi người ta làm thời của người ta người ta không nhắc đâu nhưng chúng ta phải biết để sau này khi người ta nghỉ rồi chúng ta ghi vào và cái điều thứ hai ông làm được điều thứ hai ông Nguyễn Xuân Phúc làm được trong thời của ông ấy, làm thủ tướng mặc dù chỉ có một nhiệm kỳ mặc dù chỉ có một nhiệm kỳ nhưng cái dự trữ ngoại hối quốc gia của Việt Nam từ 30 tỷ đô la khi ông Nguyễn Xuân Phúc nghỉ cái chức thủ tướng dự trữ ngoại hối của Việt Nam là trên 100 tỷ đô gấp 3 lần lúc anh nhậm chức. Chỉ trong một nhiệm kỳ số tiền trong ngân khố quốc gia gấp 3 lần, có ai làm được như vậy từ xưa đến giờ chưa? Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành thủ tướng tốt nhất từ xưa đến bây giờ về làm kinh tế. Chưa có bất tất nhiên là chúng ta phải nói liệt tổ liệt tông chúng ta còn có một người nữa, cái người khai phá đó là thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhưng mà thời thủ tướng Võ Văn Kiệt thì nó không thể có sức mạnh như bây giờ. Nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã đưa cái đã đưa cái cái dự trữ ngoại hối của Việt Nam á, lên đến 100 tỷ đô chỉ trong một nhiệm kỳ tăng gấp 3 lần. Và chúng ta trở thành một nước giàu về tài chính, mạnh về gạo, bạo về tiền. Đây là cái cách khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông lên làm thủ tướng, chúng ta đi ngoại giao, chúng ta không còn ngoại giao ở dạng đi xin. Để tôi nhắc với anh em và cái điều quan trọng nhất cái điểm nhấn lớn nhất mà ông Phúc ông ấy làm được trong nhiệm kỳ. Đó là năm 2019, anh em nghe đây này. Anh em nghe để mà biết tôn vinh một cái người người ta đã nghỉ cái chức người ta rồi. Nhưng người ta làm được những việc cho xã tắc thì người dân có trách nhiệm phải tự tìm hiểu mà biết. Năm 2019 Việt Nam trả tất cả mọi khoản nợ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nợ bất kỳ ở đâu và chính thức tổ chức ngân hàng thế giới xác nhận tất cả các khoản nợ của Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam đã đứng lên trả thay hết không còn nợ bất kỳ một quốc gia nào đồng nào chúng ta không những trả nợ cho chúng ta mà chúng ta còn trả nợ cả cho chế độ cũ tất cả các khoản nợ của chế độ cũ nha anh em nghe anh em Việt Nam Cộng Hòa nghe đây này các anh em tờ cờ ba que nghe đây này tất cả các khoản nợ mà chế độ cũ để lại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đều đứng lên trả thay hết mà không nợ ai mà đồng nào và đến thời ông phúc mới làm được khi chiến tranh qua đi mấy chục năm chúng ta mới trả được nợ thế giới và không chỉ trả cho mình chúng ta còn trả cả cho đối thủ của chúng ta là việt nam cộng hòa người việt bởi vì quan điểm của chúng ta là Việt Nam Cộng Hòa nợ thì cũng là nợ của nhân dân Việt Nam và thời của Nguyễn Xuân Phúc đã trả nợ cả cho Việt Nam Cộng Hòa đấy cho nên những anh cờ bạc que vào đây phải, phải nhớ là cái thời các anh vay tiền để mua súng ống đạn dược bắn chúng tôi bây giờ chúng tôi cũng trả cho các anh luôn rồi không nợ ai đồng nào hết và cái thời của Nguyễn Xuân Phúc cái điều đó làm được năm 2019 có đáng tôn vinh không anh em có đáng tôn vinh không và tôi sẽ nhắc lại và nó làm cho kinh tế Việt Nam bùng nổ tất cả điều đó nó đạt được đầu tiên hàng đầu phải nói cái việc chống giặc nội sâm tất cả những điều đó làm được công đầu thuộc về công tác chống giặc nội sâm đó là giặc tham nhũng nếu không đánh được tham nhũng nó đục khoét nó tàn phá vào ngân sách quốc gia ngày càng trống rỗng không có gì bạn tin không nếu không đánh được giặc tham nhũng thì ngân khố quốc gia chúng ta có tiền không tiền chảy vào ngân khố quốc gia hay là tiền chảy vào lũ quan tham đi ra nước ngoài. Theo anh em nếu không đánh được giặc tham nhũng và giặc tham nhũng có phải là cái chốt chặn rất quan trọng để chấn hưng đất nước không? đấy là tôi, tôi 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 chia sẻ hào hứng tôi chia sẻ nhiệt thành để cho các bạn thấy và cái ông Nguyễn Xuân Phúc này á khi ông ấy rời nhiệm kỳ khi ông Nguyễn Xuân Phúc ông ấy rời nhiệm kỳ để ông lên làm chủ tịch nước ông có nói một câu này này và đích danh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Đích danh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Đã nhắc đi nhắc lại điều đó tôi nghe ít nhất 3 lần Đất nước chúng ta từ xưa tới nay Chưa bao giờ có cơ đồ như bây giờ bạn hiểu chưa 4.000 năm lịch sử Nghe đây này những người Việt này 4.000 năm lịch sử của Việt Nam Chưa bao giờ có cơ đồ như ngày hôm nay tất cả các đời vua của ông bà ông ta chưa bao giờ được sánh vai với các cường quốc chúng ta bây giờ trở thành đối tác hàng đầu mà những nhà ngoại giao hàng đầu trên thế giới Việt Nam không chỉ chấn hưng đất nước mình mà Việt Nam còn là điểm đến cho cả thế giới Cảm ơn các bạn đã tặng cái cái mũi tên rất là đẹp Cảm ơn các bạn đã tặng hoa hồng cho tôi tất cả anh em mà mà tặng hoa hồng cho tôi lát nữa tôi sẽ follow lại các bạn tôi cảm ơn anh em rất nhiều tôi nhắc lại anh em này này tôi nhắc lại một cái điều là từ xưa tới nay chúng ta chưa bao giờ được những nước lớn tôn trọng bao giờ chúng ta chưa bao giờ được những nước lớn coi trọng bao giờ và ngay cả khi chúng ta chiến thắng điện biên phủ chúng ta ký vào hiệp định Geneva ở thụy sĩ chúng ta cũng không được ngồi trong bàn đàm phán chúng ta cũng không được đặt bút ký và vận mệnh của quốc gia mình mà do trung quốc do liên xô do mỹ và do anh do pháp họ định đoạt cái con người của chúng ta họ định đoạt cái vận mệnh quốc gia của chúng ta họ ép chúng ta phải chia đất nước chúng ta thành hai miền nam bắc là cái hiệp định dân e ký ở thụy sĩ đấy chúng ta cũng không có tiếng nói trên quốc tế nói một cách khác là đi ăn tiệc thì những thằng nước lớn nó ngồi ở mâm trên còn chúng ta phải ngồi ở dưới nông cho chúng ta ngồi cùng mâm nhưng bây giờ mọi sự kiện của quốc tế thì Việt Nam đương nhiên Việt Nam không chỉ là đối tác quan trọng mà Việt Nam còn là nơi để tổ chức những cái hội thảo những cái diễn đàn APEC và đặc biệt là cuộc gặp thượng đỉnh Kim Trung ở Hà Nội nó thể hiện tầm vóc của Việt Nam tại sao người ta không lựa chọn Paris tại sao người ta không lựa chọn Thụy Sĩ Geneva tại sao người ta không lựa chọn Bangkok tại sao người ta không lựa chọn Úc tại sao người ta không lựa chọn một quốc gia nào mà người ta cả Hàn Quốc và Mỹ xin lỗi Triều Tiên đều chọn Hà Nội trở thành nơi đàm phán hòa bình Mỹ và Triều Tiên lãnh một cái sứ mệnh quan trọng và chúng ta tài trợ toàn phần cho phái đoàn triều tiên cái việc quảng bá cho sự kiện kim trung nữa. người những nhà truyền thông thế giới sau này người ta phát hiện ra việt nam phải bỏ ra hàng nhiều tỷ đô cũng không thể có ai quảng cáo được bằng việc chúng ta tài trợ cho cuộc họp kim trung tất cả các báo chí trên thế giới đều đưa về hình ảnh việt nam và điều đặc biệt là chúng ta khác Singapore ở chỗ là tất cả gần 3.000 phóng viên trên toàn cầu về Việt Nam để đưa tin về sự kiện đó chúng ta cho ăn miễn phí hết ghê không tao cho mày ăn miễn phí tao cho mày ngủ miễn phí không có lý do gì mày nói xấu về đất nước tao các bạn thấy không Singapore không làm được Singapore thu tiền money money mình no tao tặng mày luôn những cái nhà hàng ngon nhất của Việt Nam thì yêu cầu chính phủ mời để đãi các phóng viên quốc tế và chúng ta không hề thiệt tất cả báo chí trên thế giới gần một năm chỉ đăng về Việt Nam không tốn một đồng xu các bạn nào Việt Nam mới là bậc thầy truyền thông trên thế giới bạn hiểu chưa từ sau cái vụ kim chum đó Việt Nam nổi lên trở thành một cái tên mà tất cả mọi đứa trẻ con trên thế giới đều biết Hà Nội là cái từ được nhắc nhiều nhất vào năm 2018 trong mọi cái chương trình truyền thông của thế giới Yes Công đầu thuộc về những người quân sư cho thủ tướng Và cái sự kiện Kim Trung đấy Sự kiện Kim Trung gặp nhau ở Hà Nội đấy Việt Nam tài trợ tất cả cho phái đàn Triều Tiên Như vậy chúng ta có thiệt không? Triều Tiên có biết ơn chúng ta không? Về ngoại giao chúng ta chơi được cả với Hàn Quốc Chúng ta chơi được cả với Triều Tiên Thế mới hay chúng ta chơi cả israel chúng ta chơi cả palestine chúng ta là đối tác hàng đầu của mỹ nhưng mà tổng bí thư chủ tịch nước bay sang châu mỹ lại đến cuba trước cái đó mới là cái cao kiến của việt nam bạn nên nhớ nha mỹ là đối tác hàng đầu của việt nam nhưng mà khi đến liên hợp quốc để họp một cái sự kiện thượng đỉnh thì ông Nguyễn Xuân Phúc ông ấy đến Mỹ trước hay ông đến Cuba trước thế mới cào cờ thể hiện con người chọn tình chọn nghĩa một con người trước sau như một một con người gắn bó keo sơn một con người sống có tình có nghĩa có anh có em và khi mà Cuba hỗn loạn mặc dù chúng ta rất cần Mỹ Mỹ rất muốn một Cuba hỗn loạn nhưng Việt Nam tuyên bố Việt Nam tài trợ tất cả gạo cho Cuba để đảm bảo nhân dân Cuba không thiếu đói năm 2020. Có người bạn nào tốt như Việt Nam không? Mặc dù Cuba là kẻ thù của Mỹ nhưng chúng ta chơi được cả với Cuba. Chúng ta chơi được cả với Mỹ. Cuba như cái gai trong mắt Mỹ vậy. Nhưng trước khi thăm Mỹ chúng ta đến Cuba trước và khi mà người Mỹ làm cho đất nước Cuba hỗn loạn thì Việt Nam tuyên bố Việt Nam giúp cho Cuba không thiếu gạo ăn cho anh luôn bởi vì chúng ta không bao giờ quên tình nghĩa xưa Việt Nam ta có sống tình nghĩa không anh em Việt Nam ta sống tình nghĩa không đây là câu chuyện đương đại cái câu chuyện hôm qua là khác Câu chuyện hôm nay chúng ta xử sự rất tình người Và chúng ta xử sự Nói như ông Nguyễn Bá Thanh từng nói Chúng ta đối xử tệ với Cuba thằng Mỹ nó không 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 có tôn trọng chúng ta đâu chúng ta đối xử không tốt với Cuba thằng Mỹ nó cũng chẳng tốt đẹp gì với chúng ta đâu cho nên chúng ta cũng vẫn tốt với Cuba và chúng ta vẫn chơi với Mỹ cái đó mới là cái cao thủ đó mới là cái hay chúng ta chơi được cả với Triều Tiên mà chơi được cả với Hàn Quốc các bạn thấy. Hàn Quốc là cái mắt xích không thể tiêu được không có Samsung làm sao mình có ngày hôm nay không có LG của Hàn Quốc làm sao mình có ngày hôm nay ấy thế nhưng mình lại rất thân với với Triều Tiên các bạn có thấy cái cách ngoại giao của việt nam nó lạ đời không? các bạn có thấy cái cách ngoại giao của việt nam nó lạ đời không? ta chơi với hai thằng ghét nhau mà tao chơi thân với cả hai thằng thế mới kinh. bạn thấy ngoại giao của việt nam nó oanh liệt không? và đang nói đến vấn đề tham nhũng, đến vấn đề gọi vốn đầu tư nước ngoài, đến vấn đề mềm dẻo trong cái cách ngoại giao, đến vấn đề mèo dẻo, đến cái cách gọi là gì? chúng ta biết ơn ukraine nhưng chúng ta cũng không làm mất lòng nước nga thế mới kỳ nhỉ? đó là cái những cái chiến lược và nó tạo ra cái điều gì và nó tạo ra cái cú hích trong cái đại dịch covid này chúng ta vươn lên kinh tế việt nam bắt đầu vươn lên từ năm 2015 kinh tế của việt nam bắt đầu đột biến từ khi nào bạn viết xuống đi bây giờ bắt đầu phải nói đến vậy chúng ta được hưởng lợi gì từ trong đấy hay không chương trình này happy không anh em có thấy rằng dành một buổi tối tần nguyễn chém gió với anh em anh em nhận được nhiều giá trị không anh em có muốn biết được chúng ta đang ở đâu và cái lợi ích anh em nhận được gì không Việt Nam chính thức cất cánh từ năm 2015 Tôi xin điểm lại một số thành tiệu mà chúng ta đạt được Năm 2015 GDP của Việt Nam khoảng 180 tỷ đô 175 tỷ đô Năm 2000 không tới Nó khoảng sấp xỉ dưới 170 tỷ đô Đó là GDP của Việt Nam năm 2015 Và trở thành nền kinh tế thứ 6 ASEAN Đẹp đẹp là cái mức đó Năm 2000 Và lúc đó chúng ta là nền kinh tế thứ 50 của thế giới Năm 2015 Việt Nam là nền kinh tế thứ 50 của thế giới Năm 2018 chúng ta vươn lên vị trí 47 thế giới năm 2020 chúng ta là nền kinh tế thứ 40 của thế giới và năm 2021 này chúng ta là nền kinh tế có hoạt động thương mại thứ 20 của thế giới vượt nước Đức để trở thành nước có cái tầm bóc ảnh hưởng với thương mại lớn nhất trên toàn cầu không có bất kỳ nước ASEAN nào đạt được các chỉ số như Việt Nam và chúng ta không tới 10 năm để thay đổi điều đó vượt xa tất cả các quốc gia Đông Nam Á còn lại về cái lượng hàng ngày nay bạn đi bất kỳ một siêu thị nào trên thế giới thì bạn đấy ở đâu bạn cũng chẳng khó khăn gì các bạn nhìn thấy quần áo giày dép rồi các cái đồ đạc của Việt Nam và bạn nên nhớ thời đại kinh tế phẳng này hàng hóa ở đâu thì biên giới quốc gia ở đó một số anh em nghe thấy còn kinh hoàng luôn nghe đây này khi mà bạn có đang tưởng là một Việt Nam nghèo thì tờ báo trên toàn thế giới nó đã đăng 10 ngày rồi Việt Nam trở thành 20 nước có hoạt động thương mại lớn nhất trên toàn cầu thứ bảy châu Á bạn tin chính phủ chúng ta họ chẳng muốn công bố bởi vì công bố nó không có lợi cái cách của chúng ta là giá nghèo giá khổ cái cách của mấy ông Việt Nam ông làm là giảm và xin lỗi ông đi tôi làm được tầm đó thì tiền tôi nó cũng ngang với tầm đó Thằng nào muốn động đến chúng ta bây giờ cũng phải suy nghĩ lại Mẹ tiền nó nhiều lắm Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới Xây dựng đường cao tốc Bắc Nam Không cho đầu tư nước ngoài Không cho đấu thầu quốc tế Nghe đây này Chúng ta xây dựng đường cao tốc Bắc Nam Khi đường cao tốc Bắc Nam hoàn thành tức là công việc hạ tầng của quốc gia kể như về cơ bản là một đất nước có giao thông hiện đại. Khát vọng lớn nhất của ông Nguyễn Xuân Phúc đó là đến năm 2025 thì toàn bộ Bắc Nam phải được kết nối bằng đường cao tốc tức là một ngầm ý gì trong thời đại của ông ấy khi ông ấy nghỉ hưu ông ấy muốn thấy ghi vào lịch sử rằng ông ấy là người làm được con đường cao tốc nối liền bắc nam và nhắc đi nhắc lại trong nhiệm kỳ ngay kể cả bây giờ bất kỳ ông nguyễn xuân phúc ở đâu thì ông đều nhắc phải làm cho bằng được đường cao tốc bắc nam trước năm 2025 và làm bằng tiền của mình không được đi vay mẹ thấy mới kinh nhỉ? chúng ta có đủ tiền để làm nhá, anh em hiểu chưa? Có một cái bạn, bạn ấy bảo, thôi im mẹ cái mồm đi, đi ngủ đi, bạn không hợp ở đây, nghe chưa? Bạn không thích cho đất nước mình được như vậy hả? Nghe chưa? Hoặc là bạn nghĩ như thế nào, bạn tự đăng đàn, bạn với là người im đi chứ không phải chúng tôi. Sân bay Long Thành, đúng rồi. Đây là cái câu chuyện của cao tốc Bắc Nam và ngay cả trong đại dịch covid cái điều mà chúng ta thấy rõ nhất có một cái có một cái mỗi một cái vị lên lãnh đạo họ đều muốn để lại một di sản cho cuộc đời của mình xin chào em đinh phong tuấn mỗi một người lên lãnh đạo họ đều muốn để lại một cái di sản cho cuộc đời của mình chẳng hạn như thời đại của thủ tướng võ văn kiệt ông ấy để lại đường dây 500 kv bắc nam ông ấy để lại một cái dòng sông thị nghè nhiều lọc sĩ nghè sạch sẽ ông ấy để lại một cái đại lộ đông tây tuyệt vời đó là điểm nhấn của thủ tướng võ văn kiệt và thời đại của thủ tướng võ văn kiệt làm như vậy đã là tốt lắm rồi thời đại của ông nguyễn văn phúc ông ấy muốn làm thông một đường cao tốc bắc nam và toàn bộ là kinh phí của nhân dân việt nam không vay cướp ngoài đồng nào không cho thằng nước ngoài nào đấu thầu đó là cái vĩ đại của thời đại này và chúng ta có đủ tiền để làm về trình độ khoa học kỹ thuật và trình độ khoa học kỹ thuật thì các cán bộ kỹ sư của Việt Nam cũng đủ sức để mà thực hiện cái sứ mệnh thời đại đó. Và khi xây dựng xong khi xây dựng xong đường cao tốc Bắc Nam thì về cơ bản, cảm ơn các bạn đã thả những cái cái đường cái cái cái, cái bóng rất là đẹp. Chúng ta trở thành một đất nước có giao thông hiện đại. Và khi giao thông hiện đại thì kinh tế sẽ bùng nổ. Và cái lợi ích của đường cao tốc nó mang lại điều gì? Lợi ích của đường cao tốc nó mang lại điều gì? Thì tôi vừa lấy cái số liệu sáng hôm nay. Khi sáng hôm nay thì tôi vừa xem một cái số liệu về 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 đường cao tốc. Mất 11 năm để chúng ta xây dựng được 1.100 km đường cao tốc. Như vậy để xây dựng được 1.100 km đường cao tốc chúng ta mất 11 năm. Đó là câu nói của Thủ tướng Nhưng từ năm 2021 Đến năm 2025 Chúng ta sẽ xây dựng thêm 1.800 km nữa Tức là chỉ mất có 3 năm rưỡi Những cái số lượng đường cao tốc Chúng ta sẽ làm nhiều hơn 11 năm trước cộng lại Và ngay bây giờ thì thủ tướng đã đưa ra cái chỉ số đó rồi tức là gì đến năm 2025. thì về cơ bản tất cả các từ mũi Cà Mau cho đến tất cả các địa đầu móng cái và xung quanh Hà Nội và thành phố Nhung đều được kết nối bằng đường cao tốc thật sự lúc đó đi từ đây ra Hà Nội thì chắc nó chỉ mất hơn một ngày thôi và tôi tin vận nước đã đến rồi chỉ cần chúng ta đánh được giặc tham nhũng là chúng ta làm được việc đó bây giờ nước ngoài quá ủng hộ Việt Nam trong khi tôi đang nói chuyện với các bạn ở đây thì tôi đọc được những cái thông tin đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài đang tràn ngập đổ vào Việt Nam. Và cái lợi ích của đường cao tốc mang lại điều gì cho những nhà đầu tư? Lợi ích của đường cao tốc mang lại điều gì cho những địa phương? Chúng ta thấy một cái test rõ ràng nhất là 4 tháng cấm vận Covid ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 mất 4 tháng cấm vận. 4 tháng phong tỏa vì đại dịch Covid làm cho kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm vừa rồi đi âm 8%. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tăng trưởng âm sâu nhất của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có tinh tế tăng trưởng âm 8%. Đó là một nỗi đau. Nhưng ngược lại với cái đó thì toàn bộ lượng hàng hóa đó lại được đẩy về miền Bắc. Cái bức tranh của thành phố Hồ Chí Minh nó ngược lại hoàn toàn với cái bức tranh của miền Bắc. Hải Phòng tăng 20% trở thành địa phương tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Quảng Ninh là 12,5%. Cả hai cái địa phương đó đều có dấu ấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tôi nhắc lại, lý do tại sao mà anh em sẽ quan sát, tại sao mà ông Phạm Minh Chính là một trong những cái người không liên quan đến cái cấp phó thủ tướng bao giờ. Bí thư của Quảng Ninh nhưng mà lại lên thủ tướng chính phủ và trong cái lịch sử Việt Nam điều đó chưa bao giờ xảy ra và cái câu trả lời tại sao ông Phạm Minh Chính chưa bao giờ kinh qua chức phó thủ tướng nhưng lại từ một ông bí thư lại được đề cử lên làm thủ tướng như vậy Để câu chuyện anh em phải về Quảng Ninh thì anh em mới biết ông Phạm Minh Chính ông ấy tái thiết Quảng Ninh như nào Quảng Ninh á tôi nói với anh em á nó trở thành một thành phố hiện đại một tỉnh có bốn thành phố và kết nối giao thông ở việt nam bây giờ có thể nói với các bạn là quảng ninh trở thành một cái điểm nhấn hiện đại bậc nhất việt nam chứ không phải đương nhiên mà ông được lên làm thủ tướng đâu người ta kỳ vọng rằng ông sẽ biến cái mô hình quảng ninh thành mô hình cả nước anh em hiểu chưa Quảng Ninh cực kỳ hiện đại và anh em có thời gian anh em có thể lên YouTube để anh em nhìn thấy những cái thành phố Quảng Ninh bây giờ nó hiện đại như thế nào và cái công đầu nó thuộc về ông Phạm Minh Chính khi ông làm bí thư ở đó khi ông Phạm Minh Chính ông làm bí thư của Quảng Ninh ông mời những cái chuyên gia gọi là là quy hoạch giỏi nhất trên thế giới về để mà quy hoạch cái Quảng Ninh và Quảng Ninh bây giờ trở thành nơi có quy mô quy củ đẹp nhất Việt Nam bạn hiểu chưa đó là cái công lao là cái lý do mà ông xây dựng cái quảng ninh cái sân bay á, cái sân bay gọi là sân bay quốc tế vân đồn này sân bay quốc tế vân đồn tôi nghe nói là là ông ấy kích thích cho tư nhân làm cái cách mà quảng ninh họ làm ấy, là nhà nước không bỏ tiền ra cái cách mà quảng ninh làm cái cách mà quảng ninh làm là ông ông phạm minh chính ông kích thích cho ông ấy giúp đỡ cho doanh nghiệp tự bỏ tiền ra mà làm và tỉnh không phải bỏ tiền nó không cần phải dùng kinh tế của nó không cần phải dùng kinh tế của 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 tỉnh mà vẫn đạt được và nó xây cái sân bay Vân Đồn này, là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam nghe nói là sân bay Vân Đồn hiện đại lắm và tôi cũng chưa đến và sân bay đó là sân bay tư nhân và chỉ có ông chính mới làm được và nó xây nghe nói có 24 tháng là sau các bạn có thấy nhanh khủng khiếp không và người ta kỳ vọng rằng ông sẽ nhân cái mô hình nó lên cả nước và lúc đầu ông ấy mới lên làm thủ tướng chúng ta cũng vẫn còn hoài nghi về năng lực của ông đúng không ạ? Rất nhiều người Việt Nam không thấy ông tuyên bố gì, nhưng khi trong đại dịch Covid ông ấy họp và ông ấy mắng những doanh nghiệp Hàn Quốc, chúng ta mới biết bản lĩnh của ông như thế nào. Nước ngoài sợ các cái các cái nhà lãnh đạo nước ngoài họ rất sợ các nhà đầu tư. Đặc biệt là Samsung nó là ông nội của thế giới này. Thằng Samsung nó là số 1 thế giới cho nên đi đâu nó cũng dọa người ta và ông Nguyễn Minh ông Phạm Minh Chính này ông ấy đã mắng Samsung như thế nào tất cả chúng ta đã từng nghe nhưng mắng không phải là đuổi Samsung đi mà mắng để cho Samsung thấy được rằng đừng có đòi hỏi nữa để không có được môi trường làm việc ngày hôm nay không phải tự nhiên trên trời rơi xuống những cái lúc tốt công kiếm tiền công bỏ túi không nói tiếng nào không bây giờ nay mở cửa mai mở cửa và cuối cùng sau cái câu mắng đó tuyệt nhiên bạn Hàn bọn Hàn Quốc không còn huy nữa ta mới thấy được cái khẩu khí không dễ gì mà nhờ được với ông đâu một cái tướng lĩnh nó phải như vậy và tôi tin sau này cái những cái chỉ đạo quyết liệt của ông ấy, nó sẽ khác và bây giờ chúng ta bắt đầu mới nói về cái gặt cái thu hoạch bây giờ mới nói về cái thu hoạch mất khoảng 5 năm mất khoảng 5 năm tức là từ năm 2015 đến năm 2020 thì Hà Nội nó phát triển vượt bậc. Hà Nội vào khu vực vùng ven Hà Nội, đặc biệt là đường cao tốc, hầu hết khu vực xung quanh Hà Nội đều được bao bây giờ đã được hoàn thành về đường cao tốc. Hà Nội bây giờ rất hiện đại. Một số anh em thông cảm, một số anh em vẫn còn đang ngủ say về câu chuyện ngày xưa, một số anh em vẫn chưa hiểu về miền Bắc. À, miền Bắc bây giờ khác với miền Bắc 5 năm về trước nó đã thay ra đổi thịt và miền Bắc được hưởng lợi vô cùng bởi quá trình hiện đại hóa giao thông tất cả các cửa ô đi vào Hà Nội đều là đường cao tốc và nó kích thích cho một vùng rộng lớn từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, tất cả nơi đó đều trở thành một quần thể kinh tế khi mà miền Nam này này bị suy giảm kinh tế vì Covid này, này tất cả các đơn hàng đều chạy ra ngoài Bắc và miền Bắc nó có đủ bản lĩnh để hốt hết bạn tin không đúng nói thật anh em thông cảm đã nói về giao thông Hà Nội bây giờ họ đi trước thành phố Hồ Chí Minh từ 5 đến 10 năm rồi cho nên giao thông ngoại thành thì 10 năm nữa nếu làm cật lực thì thành phố Hồ Chí Minh may ra mới bằng Hà Nội bây giờ rất tiếc cho Hồ Chí Minh tôi cũng không có bàn thêm bởi vì nó liên quan đến các chính sách của chính phủ mình nói bậy là mình bị ăn đòn ngay cho nên tôi chỉ nói hiện bây giờ giao thông ở Hà Nội rất hiện đại cực kỳ hiện đại đặc biệt bạn đi từ Hà Nội ra sân bay thì bạn mới thấy những con đường đẹp như thế nào nó quá tuyệt vời luôn Hà Nội đã làm đến vành đai 4 và nó biến những cái vùng đất đấy bất động sản ở Hà Nội ấy. anh em nào làm bất động sản ở Hà Nội thì đều chứng kiến những vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương đã tăng đến bốn chục lần trong vài năm qua. Tôi nhắc lại, bất động sản ở ven Hà Nội đã tăng đến khoảng bốn chục lần trong vài năm qua. Và cái tăng giá đó nó là cái lợi thế to lớn từ việc hiện đại hóa kết nối giao thông. Và kết nối giao thông nó tác động rất lớn đến cái bất động sản vùng ven và bây giờ đầu tư vào bất động sản ở miền Bắc nếu mà bạn về đến Hải Phòng thì đất nông nghiệp cũng mười mấy hai chục triệu một mét rồi nó hết thời rồi nó quá cao rồi Bắc Ninh Bắc Giang Hải Phòng tất cả các khu vực bây giờ bất động sản nó đều rất là cao rồi và bây giờ chính phủ bắt đầu dồn cái đồng vốn về miền Nam khi đã tái thiết xong thì bây giờ bắt đầu đến giai đoạn Người ta xây dựng sân bay Long Thành. Người ta tái thiết sân bay Long Thành. Người ta xây dựng cái đường cao tốc gọi là bến Lức Long Thành. Người ta bắt đầu xây dựng đường cao tốc từ Đồng Nai Phan Thiết. Người ta bắt đầu xây dựng đường cao tốc Tây Ninh Mộc Bài. Người ta bắt đầu xây dựng đường cao tốc Tây Ninh Thành phố Hồ Chí Minh và người ta bắt đầu xây dựng cao tốc Đồng Nai tức là Biên Hòa Vũng Tàu, hệt như cái công trường của ngoài Bắc cách đây 5 năm nếu như bạn không có tên ở khu vực miền Đông Nam Bộ thì bạn đã mất đi cái cơ hội hai lần là miền Bắc hai là miền Nam đây là thời điểm bằng vàng để bạn có thể nhân đôi nhân 3 nhân 4 nhân 5 nhân 6 nhân 10 lần tài sản của mình nếu như bạn hiểu về bất động sản miền Đông Nam Bộ tôi nhắc lại là miền bắc về cơ bản xung quanh hà nội người ta đã làm xong bây giờ lên đến tận bình phước một số em comment đây này bạn đừng bỏ qua cái cơ hội này và bao nhiêu bạn muốn tham gia vào những cái chương trình như vậy ạ à? tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn những cái cơ hội đó và chúng tôi đã có tất cả những cái số liệu đó chúng tôi đã có tất cả trong tay từ bản đồ quy hoạch từ ngày khởi công từ lối xuống lối lên từ thông tin quy hoạch tất cả khu vực đó và tôi rất muốn bởi vì có hàng trăm nghìn cơ hội tôi không thể hốt hết được và tôi rất muốn chia sẻ với anh em tôi rất muốn chia sẻ với anh em tài sản của tôi đã tăng 10 lần đến 20 lần làm cho tôi rất là happy và cái câu chuyện Hà Nội ấy, nó bây giờ nó qua rồi bây giờ đến khu vực thành phố Hồ Chí Minh bạn phải ghi tên bạn vào đấy sau khi tôi đang nói chuyện với các bạn ở đây thì bọn Hà Nội nó vào đầy rồi bạn tin không? Bọn Hà Nội nó vào đầy miền Nam rồi. Nó quá khôn luôn, luôn nhìn thấy bức tranh Hà Nội đã xây xong và nó thấy rằng ở Hà Nội đã làm xong rồi và bây giờ nó đổ quân vào miền Nam trong khi chúng ta đang ở đây mà chúng ta không biết rằng đây mới là nơi tuyệt vời để chúng ta gieo hạt giống xuống. Nếu như bạn không gieo vào giai đoạn này bạn đánh mất tương lai hai ngày nữa hôm nay là 11 13 này tôi có một buổi chuyên sâu về bất động sản vùng ven các bạn có muốn tham gia không cái này tôi chia sẻ trong nhóm kín nha tôi không có public bởi vì tại sao không public ra bên ngoài thứ nhất đấy là bọn chim lợn rất nhiều anh em hiểu không những người thực sự quan tâm những người thực sự muốn tham gia bao nhiêu anh em muốn tham gia vào cái chương trình như vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái cơ hội để mà tham gia vào những cái chương trình đó để thay đổi cuộc đời của mình để có thể nhân đôi nhân ba tài sản của mình lên thì cách duy nhất nếu bạn không thấy được chúng tôi nghiên cứu sâu sắc về đề tài đó và chúng tôi có một đội nhóm làm việc kỳ cựu và chúng tôi thực sự muốn các bạn thay đổi bởi vì nó quá nhiều cơ hội Nếu như tôi cũng không thể mua hết được Nhưng đây là cái thời kỳ then chốt Và chúng ta gặp nhau đây Nếu bạn không tham gia sau này đắt đỏ bạn không mua được đâu Và bây giờ nó còn rất là rẻ Anh em nào muốn tham gia Thì bây giờ anh em ở cái giao diện TikTok Nó có cái nút sang Facebook hoặc Youtube Các bạn bấm vào đó sang Facebook và Youtube xem Đầu tiên các bạn follow kênh của Tần Nguyễn dùng đi Đầu tiên các bạn follow kênh của Tần Nguyễn Bởi vì trước khi tôi nói cái điều đó tôi phải tắt TikTok đi Tại vì TikTok không cho tôi nói về cái đề tài đó. TikTok họ cấm, họ không cho nói, cho nên tôi nói về cái đài tài đó thì TikTok họ không cho nói. Tôi sẽ chuẩn bị quay sang chỉ còn YouTube và Facebook thôi. Thì tôi sẽ chia sẻ toàn bộ trên Facebook và YouTube. Ở giao diện của TikTok đây này. Nó có một cái đường link, bạn nhấp sang Facebook thì nó vào Facebook, bạn nhấm vào TikTok thì vào, vào YouTube thì nó vào YouTube. Và bạn hãy sang kênh của chúng tôi ở ngay giao diện ấy, ngay giao diện kênh ở ngay giao diện bạn quay về cái cái giao diện chính của chúng tôi có cái nút màu đen vuông vuông Giống như cái cái mũi tên ấy là cái đó là vào YouTube. Và cái cái đường link Facebook đó tôi thấy bạn Thanh Tùng bạn vừa sang đấy, chính xác đấy. Bạn sang Facebook đi. Bạn sang Facebook cũng được, sang YouTube cũng được. Bạn sang đó đi bởi vì tôi phải tắt TikTok đi. Bởi vì cái thuật toán là TikTok Hoặc không cho phép chúng ta nói đi các cái số liệu. Khi mình nói đến các số liệu, nói đến các cơ hội như vậy nó 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 tuột kênh của mình. Cho nên buộc tôi phải tắt TikTok đi. 5 phút nữa tôi sẽ tắt TikTok đi, tôi tập trung toàn bộ để tôi chia sẻ cho các bạn cái cơ hội đó. Tôi muốn giúp cho các bạn để cho các bạn đến các bạn vào kênh của tôi thì nhớ đăng ký kênh cho Tần Nguyễn dùng. Các bạn vào kênh của Tần Nguyễn thì các bạn nhớ đăng ký follow kênh của Tần Nguyễn dùng để tôi chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để tôi nói về các cái cơ hội đầu tư đó. Ai quan tâm thì đến thôi, ai quan tâm thì vào thôi. Anh nào không quan tâm thì không sao, chúng tôi cũng không có ép các bạn nhưng mà các bạn vào đi các bạn nhấn vào ngay cái đường link của của tiktok đấy nó có một cái nút tôi thấy có rất nhiều bạn sang rồi các bạn follow kênh của mình vào các bạn vào đây thì các bạn nhấn cái nút follow cho mình các bạn hãy hãy vào đi tôi cho các bạn 5 phút để tôi thắt tiktok đi xin phép các bạn rất là xin lỗi các bạn là bởi vì cái thuật toán này tiktok họ không cho cho phép thì tôi 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 sẽ tôn trọng họ bằng cách là xin phép là 5 phút nữa là tôi sẽ tắt tiktok đi các bạn có thể lên các bạn sẽ có thể thật tìm hoặc là nếu các bạn không tìm thấy các bạn có thể tìm trên YouTube tên của tôi là Tần Nguyễn các bạn sợ Tần Nguyễn thì tôi đang phát trực tiếp trên thích YouTube nữa nếu các bạn không tìm thấy các bạn có thể ao thích thoát ra và các bạn vào YouTube các bạn gõ chữ Tần Nguyễn tôi đang phát trực tiếp trên trên YouTube YouTube cũng được Facebook cũng được trên Facebook bạn sợ Tần Nguyễn cũng ra tôi tôi cũng đang phát trực tiếp trên YouTube nữa tôi đang phát trực tiếp cả trên Facebook và YouTube cho nên bạn hoàn toàn có thể vào YouTube và Facebook. Bạn vào Facebook bạn gõ chữ Tần Nguyễn cũng ra tôi. Bạn vào YouTube bạn gõ chữ Tần Nguyễn cũng ra tôi. Xin phép là tôi xin được hai phút nữa là tôi buộc phải phải tắt cái 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 TikTok đi. Bởi vì cái thuật toán này TikTok họ không hoàn nghịch. Các bạn nhớ sang đăng ký follow kênh cho Tần Nguyễn và chúng tôi sẽ chia sẻ những cái cơ hội. Cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi sẽ nói về các cái cơ hội này. Tôi nói với anh em là tôi là người chuyên giảng dạy về tài chính và đây là thời điểm tuyệt vời chúng ta đã từng biết được cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là khu vực uh, Hà Nội đã xây dựng xong cái cơ sở hạ tầng nó làm cho tất cả các cái bất động sản vùng ven đó họ tăng hàng chục lần thậm chí tăng hàng trăm lần xin phép cho tôi được kết thúc cái live stream ở đây trên tiktok các bạn cảm ơn các bạn lên tiktok các bạn có thể lên YouTube để sợt từ Tần Nguyễn tôi đang like trực tiếp trên YouTube Tần Nguyễn tôi cũng đang like trực tiếp trên Facebook Tần Nguyễn tôi chỉ tắt mỗi tiktok thôi nha tôi nhắc lại anh em tôi chỉ tắt mỗi tiktok thôi và anh em sang anh em có thể comment cho tôi. Và bây giờ tôi xin phép được tắt cái TikTok đi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, chúng ta sẽ tập trung hoàn toàn vào bên YouTube. Và tôi sẽ chia sẻ với các anh em về các cơ hội các cái cơ hội để mà 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 về các cái cơ hội để đầu tư vào miền Đông. Bao nhiêu anh em muốn quan tâm đến bất động sản vùng miền Đông Nam Bộ ạ? À? Bao nhiêu anh em muốn quan tâm đến cái cái chương trình về miền Đông Nam Bộ ạ? À? Đúng rồi anh em quan tâm đến cái bất động sản vùng ven miền đông nam bộ thì tôi nói với anh em là sân bay long thành là đã được sự chỉ đạo rất là quyết liệt của thủ tướng chắc chắn sân bay long thành sẽ phải bắt buộc phải xây dựng giai đoạn 1 bởi vì ông nguyễn xuân phúc ông ấy làm thủ tướng cái điểm nhấn lớn nhất của ông ấy trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình là để lại một di sản mục đích của ông nguyễn xuân phúc là trong nhiệm kỳ của ông để lại một di sản cho việt nam và cái điểm nhấn đó nó là đường cao tốc và sân bay long thành cho nên cái lợi thế của chúng ta là khi xây dựng sân bay Long Thành thì bạn phải biết là tất cả cái khu vực rộng lớn nữa nó là một thành phố tôi bật mí cho các bạn biết chưa cần phải đợi xây dựng sân bay Long Thành có lúc cao điểm là 15.000 người sẽ hoạt động trong sân bay trong một năm nữa các bạn có thấy cái số lượng khủng khiếp không 15.000 người là số người sẽ làm việc trong sân bay Long Thành suốt 3 năm bạn có tên trong cái bản đồ của khu vực cung cấp hậu cần ở đó chưa? Và khác biệt với Hà Nội Hà Nội chỉ xây dựng mỗi đường cao tốc Nó đã bùng nổ như vậy Nhưng cách bắt đầu sân bay Long Thành xây dựng giai đoàn 1 Vào quý 2 năm 2022 này Thì bắt đầu một đại công trường sẽ được mở ra Và đất ở khu vực nào Đang được bán bèo nhèo như bánh xèo Tôi đã làm sao để mua những tài sản Từ 1 tỷ lên thành 10 tỷ Tôi đã biến những tài sản 2 tỷ lên thành 10 tỷ như thế nào Tôi sẽ hướng dẫn các bạn Cái quy trình để mà 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 có thể sở hữu những cái tài sản các bạn có sẵn sàng vào những cái lớp học như vậy không các bạn có sẵn sàng có bao nhiêu bạn sẵn sàng comment xuống bên dưới cho tôi thấy đi tôi muốn thấy cái 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 sự nhiệt tình của các bạn tôi muốn quan sát cái sự nhiệt tình của các bạn để tôi tôi để tôi tôi có động lực để tôi có động lực tôi chia sẻ với các bạn các bạn hãy hãy nói cho tôi biết đi các bạn hãy nói cho tôi biết đi các bạn có, có có thực sự mong muốn sở hữu những cái những cái tài sản không và tôi thực sự muốn giúp anh em đấy tôi thực sự muốn giúp anh em có những cái tài sản như vậy và anh anh em biết tại sao không bởi vì nó quá nhiều một mình tôi không thể hưởng hết được một mình tôi không thể lấy hết được và tôi thực sự muốn tạo ra một cộng đồng thế thì tối tối 13 này là cơ hội duy nhất trong năm nay cái năm âm lịch này tôi chia sẻ tối 13 này này tôi có một chương trình hiện nay đã có 50 người đăng ký rồi tôi cần khoảng hai chục người nữa đăng ký vào cái lớp đó thì Xuân Hoàng, Diệu Linh và Tuệ Thành đâu các em hãy comment ghim cái cái thông tin của mình vào. Đây là cái lớp học bất động sản vùng ven, lớp học chuyên sâu về bất động sản vùng ven, nói lên hoàn toàn bằng trải nghiệm của tôi đã giàu lên từ bất động sản như thế nào. Tôi sẽ dạy các bạn đúng những cái quy trình như vậy. Tôi sẽ dạy các bạn hoàn toàn những cái quy trình như vậy để các bạn có thể kiếm được tiền, các bạn có thể giàu lên được từ những cái 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 cái, cái, cái dự án từ những cái mà mà tôi đã làm được như vậy từ những cái dự án mà tôi đã làm được như vậy và tôi rất là mong muốn giúp đỡ cho các bạn thì cái phí ở đây á là bạn biết tại sao không bởi vì những cái thông tin ở trong lớp học đã có rất nhiều người họ vào đó họ họ không có nghiêm túc học hành đâu họ vào đó để họ nghe thông tin họ nói linh tinh thì tôi muốn đuổi tất cả những cái người mà không nghiêm túc ra tôi dạy online từ 7 giờ tôi nhắc lại là tôi dạy online tôi dạy online từ 7 từ 6 giờ 30 tối đến 10 giờ hoàn toàn dạy bằng online bạn trên toàn cầu ở Việt Nam hay nước ngoài đều học được nếu bạn chưa bao giờ sở hữu một tài sản bất động sản này trong lớp học đấy bạn có cơ hội sở hữu những tài sản rất rẻ và chỉ có ở trong lớp học đó thôi tôi nhắc lại là tôi chia sẻ với anh em là cái lớp học đôi tôi chỉ thu một người một triệu thôi Thu một người một triệu, đó là cái phí của lớp học. Xuân Hoàng hãy comment thông tin cho người ta chuyển tiền. Chúng tôi cần hai chục người nữa, chúng tôi cần hai chục người để để vào cái lớp học đó. Chúng tôi đã đã đã, đã, đã có năm chục người mà chúng tôi cần hai chục người để để vào cái lớp học đó. Thì các bạn thấy đó, các bạn đây là liên hệ lớp vùng ven đấy của Phương Linh này. Em comment thì các bạn đóng một triệu các bạn đóng một triệu để các bạn nhận được kiến thức là một với hai các bạn có thể có cơ hội các bạn còn có cơ hội nữa còn có cơ hội để sở hữu những tài sản tôi nhắc lại anh em này tôi giúp đặc biệt bao nhiêu người chưa có nhà ở sài gòn viết xuống đây cho nào bao nhiêu người đi làm ở sài gòn không có nhà tôi chỉ cho cách có nhà trong lớp học luôn tôi chỉ cho cách có nhà trong lớp học luôn đây là điều có thật đây là điều có thật tôi rất tiếc là cuốn sổ hồng tôi không để đây tôi còn 10 tài sản nữa một căn nhà cách chợ bến thành chỉ có 23 mươi cây số mỗi người một chiếc sổ rồi tôi có bạn có cơ hội mua được những tài sản như vậy ở trong đó chỉ giá 700, 800, 900 trừ vị trí Thậm chí có những người mua được 600 triệu một nền nhà bạn phải đi lên đến tận Đồng Xoài, Bình Phước cách thành phố Hồ Chí Minh 3 tiếng đồng hồ để mua một nền đất 1 tỷ rưỡi. Nhưng tôi chỉ cho các bạn cái cách để mua một tài sản chỉ mất 30 phút đi từ chợ Bến Thành và giá của nó rẻ như bánh xèo, bạn có thể làm nhà được luôn. Nhưng mà không chia cho tất cả chi phí cơ hội để các bạn vào chương trình đó. Mỗi người đóng 1 triệu. Xuân Hoàng có thể comment và và và, và 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 cái cái số liệu xuống cho 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 anh chị học viên biết Xuân Hoàng và 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 Phương Linh có thể comment cái thông tin xuống cho anh chị biết bao nhiêu anh chị thực sự muốn tham gia vào lớp học đấy để tôi hướng dẫn cho các bạn đến lớp học thì chúng tôi cần khoảng hai chục người nữa cho cháu đăng ký đúng không ạ Nguyễn Xuân X men đúng không ạ đúng rồi đây để tôi xem tôi có gom được không em comment luôn thì mỗi người tham gia vào lớp bạn phải một triệu bạn phải tham gia một văn học các bạn đóng một triệu tại sao đóng một triệu vì nếu không đóng một triệu không đóng một triệu thì những cái người á giống như là uh, gọi là, là 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 những cái người mà ở bên ngoài ở các các cái tổ chức bất sản khác họ rất là hay muốn họ đến vào đó họ lấy thông tin này kia của khách hàng làm cho chúng tôi rất là khó chịu thì chúng tôi uh, chúng tôi uh, yêu cầu là các bạn là 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 Đúng rồi, tôi thấy có một bạn là có một bạn vừa đóng tiền rồi đấy. Tôi thấy có một bạn vừa đóng tiền rồi đấy. Chúng tôi cần hai chục người nữa. Nó chả là gì so với cái giá trị bạn nhận được đâu. Đừng có bao giờ nghĩ rằng một triệu là lớn. Tôi nói thật với các bạn đi, cái cái tiền mà các bạn học cái lớp học đó đa số tôi cũng đi mang làm từ thiện rồi, chứ tôi chứ không lấy đâu. Ngay cái ngày hôm nay này, để mà phát cái livestream này tôi chuyển 70 triệu đi làm mổ mắt từ thiện cho người nghèo đấy. Các bạn học các bạn lấy kiến thức thì các bạn phải trả tiền. Và tôi cũng dùng cái số tiền đó đi làm từ thiện chứ tôi cũng chẳng thể đụ đến đâu. Nhưng mà các bạn vào lớp của tôi các bạn phải trả tiền. Ok, các bạn Xuân Hoàng và Diệu Linh, các em hãy có thể comment cái số đó xuống, số tài khoản xuống cho các anh em người ta chuyển tiền luôn. Số tài khoản đi. Ok, để tôi tôi tôi, tôi comment cho. Nguyễn Văn Tần nhá. Anh em viết cho Nguyễn Văn Tần. Tài khoản chín Ngân hàng ACB Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là số tài khoản của tôi. Cú pháp là bạn nhớ là cú pháp là tên. Tên và tên và số điện thoại của bạn. Bạn nhớ một điều. Bạn nhớ là bạn phải để tên và 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 số điện thoại của bạn. Cú pháp là tên và số điện thoại của bạn. Nguyễn Văn Tần. Tên của tôi là Nguyễn Văn Tần. Số tài khoản 19488949 ACB. Thành phố Hồ Chí Minh. Cú pháp là tên cộng điện thoại. Ok, cộng điện thoại để chúng tôi biết đường là ai chuyển. Nhớ là phải có tên và số điện thoại để chúng tôi biết đường liên lạc với các bạn. Ok, đó là cái thông 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 số các bạn gửi vào, các bạn gửi vào cho chúng tôi. Lớp học nó sẽ được diễn ra vào tối ngày 13, hôm nay là 11 rồi, còn 2 ngày nữa nó sẽ diễn ra. Và chúng tôi không muốn bạn đánh mất cơ hội này. Tôi nhắc lại với các bạn là trong chương trình các bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những tài sản vùng ven những cái tài sản này á tôi bán cho các bạn cái giá có thể là dưới 1 tỷ thậm chí người may mắn có thể mua được tài sản 600 triệu một nền nhà cách chợ Bến Thành chỉ có 23 cây số bạn hoàn toàn có cơ hội mua được và tôi đã giúp cho 100 người có nhà như vậy rồi bạn hoàn toàn có thể tin vào điều đó và ở hà nội mua rất nhiều hà nội vào đây bạn ở hồ chí minh bạn không có nhà chứ đa số những cái người này là hà nội họ mua đấy anh em hiểu không ạ Thế anh em hãy tham gia vào chương trình này bởi vì tôi biết rằng tôi có thể giúp và tôi cũng nhắc lại là từ những cái tài sản đó nó có thể giúp được lên rất là nhiều lần đời ai cũng có những cơ hội và tôi thực sự muốn chia sẻ với anh em tôi muốn chia sẻ với anh em anh em hãy tham gia đi anh em hãy tham gia vào cái lớp cuối tuần này đây là lớp duy nhất từ giờ đến cuối năm tôi chỉ chia sẻ một cơ hội này thôi xin số tài khoản anh ơi đây Xuân Hoàng comment rồi đấy em Xuân Hoàng comment ở bên dưới rồi các bạn nhá Xuân Hoàng đã comment số rồi các bạn hãy hãy đăng ký vào lớp học đi hãy bạn đăng ký bởi vì vào cộng đồng thứ nhất là chúng tôi không bao giờ chia sẻ miễn phí đâu chúng tôi không bao giờ chia sẻ bạn ơi trên Facebook đã ghim rồi đấy bạn nhá trên Facebook đã ghim rồi nhá em xem lại nhá Facebook đã ghi rồi nhá bạn nên nhớ những cái lớp học như này không bao giờ chia sẻ miễn phí bởi vì thứ nhất là những người không có vô liêm sỉ rất là nhiều họ vào trong đó họ ăn cắp thông tin dự án của chúng tôi họ ăn cắp những cái thông tin về về chương trình của chúng tôi rồi họ lấy thông tin của khách hàng họ dắt đến những cái dự án tận Bình Dương Bình Phước rất là xa xôi tôi vừa thấy một người đóng tiền nó hai người đóng tiền nữa rồi Ok Cảm ơn các bạn tôi thấy có các bạn đã bắt thấy có mấy bạn bốn năm bạn đã đóng tiền rồi số tiền mà các bạn bỏ ra đấy, cái kiến thức các bạn được nhận được rất nhiều và ngoài ra các bạn còn có sổ, và tôi cũng mách các bạn một chiêu để các bạn có nhà ngay cả khi các bạn ít tiền, ngay cả khi các bạn ít tiền các bạn vẫn có thể mua được nhà và trong đó tôi chỉ cách một người không mua được một căn nhà và nhà tôi làm tôi bán cho các bạn ở trong đó tôi nói với các bạn là đi ô tô chứ không phải đi xe máy, tất cả các dự án mà tôi chia sẻ trong đó đều đi ô tô chứ không đi xe máy đâu đi ô tô chứ không đi xe máy đâu và một người mà không mua được ví dụ như cái tài sản khoảng 800 triệu đi thì hai người chung nhau mua một cái nhà mà ở có sao đâu một cái nhà 5 mét dài 15 mét nếu mà cất 3 tầng lầu tôi nói với bạn nó đẹp lắm bạn hiểu chưa và là để ô tô lùi vào đến trong nhà cả cái dãy phố như vậy nó đẹp lắm bạn hiểu chưa một người không mua được thì hai người chung nhau mua một cái được không bây giờ ở nhà trọ năm đứa một phòng được vậy tại sao hai đứa không biết chung nhau một ngôi nhà mà ở rồi sau này có tiền nhượng cho nhau bởi vì bạn đợi đủ tiền để mua nhà nó tăng mẹ nó 10 lần rồi tôi nhắc lại những người ít tiền thì nên chung nhau mà mua những người ít tiền thì nên chung nhau mà mua đừng bao giờ để đủ đủ tiền mua mà hãy mua bởi vì khi mình mua xong thời gian nó cũng lên giá ngay kể cả các bạn có nhà rồi tôi cũng sẽ chỉ cho bạn những cái tài sản nó có thể tăng hàng chục lần nếu muốn thầy tư vấn riêng tôi không tư vấn riêng nữa anh bạn 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 Ngọc Can thông cảm ngày xưa tôi tư vấn là 50 triệu một lần tư vấn nhưng bây giờ tôi không có thời gian để tư vấn tôi mệt lắm tôi không nói tư vấn bây giờ các bạn vào lớp học đi muốn hỏi gì hỏi trong lớp học tôi không tư vấn riêng nữa anh em thông cảm có bao nhiêu tiền tôi cũng không tư vấn tôi không phải chảnh nhưng mà tôi mệt lắm tư vấn cho các bạn tôi mệt lắm các bạn hỏi nhiều nữa tôi mệt lắm cho nên bây giờ anh em nào muốn tôi tư vấn vào lớp học đi muốn hỏi gì ở trong lớp học mấy tiếng đồng hồ hỏi cái gì cũng được mấy tiếng đồng hồ hỏi cái gì cũng được anh em đăng ký lớp học anh em đăng ký lớp học thì thì chuyển khoản đi nãy giờ tôi thấy hơn 10 người chuyển khoản rồi đấy, đấy tôi thấy có hơn chục người chuyển khoản rồi đấy, đấy để tôi đọc cái danh sách của những người chuyển khoản cho tôi đọc này thứ nhất là tôi thấy bạn là bạn tên là để tôi xem nào bạn đặng đinh thông này đóng tiền rồi này à, ngọc tiên này đóng tiền rồi này bạn trịnh đại phú đóng tiền rồi này bạn trần dung tường đóng tiền rồi này bạn đặng đinh thông bạn trịnh đại phú này bạn nguyễn văn phúc này bạn hoàng minh trọng này bạn tú xuân trường này bạn nguyễn hoàng tú này bạn nguyễn tăng quang này bạn nguyễn yên thế đường này bạn Nguyễn Quốc An đóng tiền rồi này bạn Vương Thị Phá đóng tiền rồi này đấy là tôi lấy người ta chuyển tiền này đó thì các bạn tiếp tục đi hàng chục người họ đóng tiền rồi các bạn tiếp tục để đóng vào và học số tiền là cái thứ mà bạn phải trả còn giá trị là những thứ bạn sẽ nhận được cái bạn Minh Đăng comment ở bên Facebook đấy anh em xem cái bạn Minh Đăng ấy bạn ấy đăng ký đấy đăng ký học đấy hướng dẫn cho các bạn ấy cái cách vào lớp học nha bạn Nguyễn Én Thị Hoa này thấy các bạn Nguyễn Én Thị Hoa rồi vừa đóng tiền rồi rồi bạn Nguyễn Thái Bình này, bạn Đặng Đức Luân này, bạn Vũ Thanh Tùng này, đó là những người đọc tên là vừa chuyển khoản xong là tôi nhận được ngay đấy. Tôi thấy các bạn hiện lên rồi. Tôi rất là muốn cho các bạn thay đổi. Cái số tiền nó không là gì trong cái giá trị các bạn nhận được đâu. Không dạy thiếu. Bạn hiểu chưa? Đi học là không có thiếu, bạn phải nỗ lực một triệu không là cái gì cả để để mà để mà hiểu được cái kiến thức để mà thay đổi như vậy thì một triệu không là cái gì cả anh em hiểu không ạ cảm ơn các bạn thì anh em nỗ lực đi bởi vì tối tối ngày mai là bận rồi, tối ngày mốt là chương trình bắt đầu diễn ra rồi tối ngày mốt là bắt đầu chương trình diễn ra rồi và anh em sẽ có cơ hội sở hữu những cái tài sản ngay ở trong lớp học luôn vâng chương trình học online nha anh em nào người việt kiều nước ngoài đều có thể tham gia được việt kiều việt nam ở nước ngoài cũng có thể tham gia được bạn nguyễn yến văn diện cũng đã vừa đóng tiền việt kiều ở nước ngoài cũng có thể tham gia được và việt kiều chúng tôi cũng sẽ giúp mua được những cái tài sản đó Việt Kiều cũng có thể mua được anh em có thể hoàn toàn có thể hoàn toàn có 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 thể thể, thể 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 thể, thể, mua được nỗ lực lên tôi thúc đẩy cho các bạn đi vâng tôi thấy bạn độ đào văn thường bạn trần hiếu du bạn nguyễn en hữu thiện bạn trương đức kha bạn hiền tôi chỉ thấy vào vùng ven bạn hiền vừa chuyển tiền tài khoản như nào này bạn quân vũ nói này à, có ghi ở trên đầu facebook đó quân vũ ơi quân vũ xem nhá một chín bốn tám tám chín bốn chín tài khoản là một ok không ạ để tôi gõ tài khoản đây nhá một chín bốn tám tám chín bốn chín acb thành phố hồ chí minh nguyễn văn Tân này Ok bạn nhớ là cái cú pháp của bạn là tên cộng với số điện thoại Ok Cảm ơn bạn đó tôi comment cái 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 cú pháp xuống rồi đấy 194 84 chín. đó cái cái tôi vừa comment xuống bên dưới hi vọng là anh em thấy để anh em tham gia vào giá cả là cái thứ các bạn sẽ phải trả giá trị là cái thứ các bạn sẽ nhận được hai ngày nữa trình diễn ra rồi và tôi có một ít tài sản với em tôi muốn chia sẻ với em tôi còn vài tài sản nữa anh em nào may mắn vào lớp học đó có mua được nhà luôn đấy mua nhà luôn ok bạn nguyễn hiền nguyễn đúng không ạ nguyễn thế hùng này vâng ok các anh em yên tâm này lát nữa sẽ check lại tất cả anh em đóng tiền có hóa đơn là được hệ thống chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn ngay hệ thống chúng tôi sẽ sẽ liên hệ với các bạn ngay tiền các bạn bỏ ra không là cái gì so với giá trị các bạn nhận được đâu. Tôi sẽ tôi sẽ giải trình, tôi sẽ giúp cho các bạn là cái quá trình tôi đã mua những tài sản sai lầm làm sao. Tôi đã, tôi còn dạy các bạn cái cách ấy. Tôi nói thật ở trong lớp học các bạn sẽ được học những cái bí mật đấy. Bạn có thể mua kể cả những tài sản không có giấy tờ vẫn giao dịch được. Những cái tài sản ấy, gọi là không có sổ vẫn có thể giao dịch được. Chứ không phải nghe như ai nói đâu là bất động sản. Thậm chí tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách ấy, đất ở trong khu quy hoạch cũng mua được luôn bởi vì đất ở trong khu quy hoạch nó rất là rẻ và muốn hiểu mua bằng cách như nào bạn mà không biết bạn mua là bỏ bà bạn luôn tôi chỉ cho các bạn mua cả đất trong khu quy hoạch được tôi chỉ cho các bạn cả cái đất ấy mà nhiều khi bạn mua 100 mét nhưng mà thực ra khi đo xong nó rơi ra tới 300 mét đất lận cái đó làm sao mà tôi có thể chỉ miễn phí được đây được tôi làm sao dạy miễn phí các bạn được các bạn vào trong lớp học đây tôi chia sẻ cho các bạn cái miễn phí cái kỹ năng và tôi chia chia sẻ cho các bạn cái cách ấy. kể cả là bạn mua đất giấy tay vẫn mua được và bạn muốn học nó đúng không bạn phải vào lớp học chứ còn đứng ở đây nói tôi không nói được bởi vì nói ở đây nói thật với các bạn cái bọn chim lợn ấy nó không những nó không nghe nó còn phá tôi cho nên tôi chỉ dạy ở trong lớp thôi đây là dạy online bạn nhá chương trình này dạy online nhá chương trình này online tôi sẽ dạy cho các bạn những cái, cái cái, tài sản này tôi sẽ dạy cho các bạn này cái tài sản nó bên 10 đồng các bạn có cái cách để mua nó với giá 3 đồng thôi nó mới tài chứ còn mua 10 đồng mà tài sản thì ai chả mua được mua một cái tài sản 10 đồng và giá 3 đồng thôi và một thời gian sau nó bằng cái giá ở bên kia xin chào Simon nhá khỏe không em giờ mới thấy Simon vô cảm ơn em anh đang giới thiệu về cái lớp bất động sản Simon có thể tham gia được em ạ anh đang giới thiệu về lớp bất động sản vùng ven à em với phục đăng ký rồi cảm ơn hai đứa em hai đứa em người hoa của tôi Simon vô cho nó vui đi em ok Simon em vô đi vô đi anh sẽ làm việc riêng với Simon đăng ký rồi đúng không em Cảm ơn các bạn là nhớ là hai ngày nữa lớp học sẽ diễn ra tôi sẽ chỉ cho các bạn này cái cách mà các bạn cứ thấy người ta nói là về pháp lý bất động sản này rồi quy hoạch bất động sản này thông tin quy hoạch bất động sản này pháp lý bất động sản này giấy tờ này rồi lừa bất động sản này tôi nói với các bạn đây cái cuộc sống đó đó là cái cách nó có rất nhiều level của đầu tư bất động sản vào trong lớp học bạn học được điều gì cái điều tiêu tiên bạn học được là nó có 4 cấp độ để đầu tư bất động sản. Giờ cụ thể hả? từ 18 30 đến 21 giờ 22 ngày 13 tức là còn 2 ngày nữa. Giá là 1 triệu đồng một người. Giá là 1 triệu đồng một người. Tôi sẽ hướng dẫn cụ thể với các bạn có 4 cấp độ của một nhà đầu tư bất động sản. Và tôi nhắc nhanh này. Cái cấp độ thấp nhất của đầu tư bất động sản là mua chung cư bởi vì mua chung cư nó chỉ từ hòa tới lỗ chứ không bao giờ bạn lời được đâu. Và hiếm khi bạn lời được khi mua nhà chung cư, đó là cái cấp độ thấp nhất. Và tôi hướng dẫn cho các bạn cái cấp độ thứ hai của cái vấn đề mua nhà, đó là mua những cái tài sản người ta ra sổ hồng cho bạn rồi. Cái việc mà bạn mua một cái tài sản ấy xong người ta ra cái sổ trong này người, người ta khu quy hoạch này kia nó chuyển tổ cư 100% ấy cái cấp độ nó nó rất là thấp mua những cái tầm đó nó ăn hết lời cái thằng cái thằng làm dự án nó sang sổ đấy bạn phải biết là mua cái đất nông nghiệp mà chuyển thành thổ cư đó là cái giá chênh lệch 10 lần mẹ rồi bạn mua 10 lần so với cái thằng làm ban đầu rồi và cái cấp độ thứ ba là cái cấp độ mua đất diện tích lớn mua đất quy hoạch và tất nhiên là giảm dự án thì chúng ta không có đủ cái năng lực để làm nhưng mà bạn phải học cái cách làm sao đấy tất cả các đại gia bất động sản đấy không thằng nào nó đi mua đất nền như bạn đâu bạn hiểu chưa mà nó có mua đất nền thì nó mua đất rất giấy giờ không ra làm sao cả chứ còn nếu mà một khi mà bạn thấy mọi cái giấy tờ đã rõ ràng nó hết mẹ lời rồi làm sao để đi học đăng ký online em ơi đăng ký online em nhé đăng ký trên online lớp học này có phí một triệu các bạn ấy ghim cái 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 các bạn ấy đã ghim cái 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 comment ở dưới đây này bạn này các bạn ấy đã comment cái ghim ghim cái comment xuống rồi mà em có thể đọc đây này ghim lại mà các bạn ấy đã ghim lại hết rồi mà các bạn ấy các bạn ấy đã ghim cái comment hết rồi các bạn có thể chuyển khoản vào lớp học này được đó phương linh ấy, phương linh với xuân hoàng nó đã comment để lại thông tin tôi có hai là phương linh với xuân hoàng các bạn có thể liên hệ với phương linh và xuân hoàng để tham gia vào lớp học chứ cảm ơn các bạn tham gia vào lớp học đi các bạn ok các bạn anh em uh, hãy tham gia vào lớp học nhá hai ngày nữa cảm ơn anh em rất nhiều tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các cái cơ hội đó các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền và các bạn có thể thay đổi cuộc sống tôi giúp cho những người chưa có nhà nước ngoài không biết cách chuyển tiền ok bạn hãy bạn có zalo không bạn một bạn ở nước ngoài đây này em có zalo không nước ngoài chuyển bình thường mà em được em em Trần Thị Thanh Thu Thanh này vào lớp học đây em sẽ hiểu chúng tôi sẽ hướng dẫn từ từng mục mục một, một cho bạn một cái bạn ở Nhật đúng không ạ các em ở nước ngoài đăng ký bình thường hoặc qua zoom nha các em nhé học qua zoom nhé học qua zoom kín nhá, học qua zoom kín ok nhé học qua zoom kín các bạn ở nước ngoài các bạn hệ thống chúng tôi đều có thể hỗ trợ các bạn được không có vấn đề gì các bạn có thể cấp một cái mật khẩu để các bạn vào vào zoom học còn cái bạn giàng a páo này ok các bạn ở nước ngoài cũng đăng ký được đây này tôi thấy bạn lê đức thiếp này vừa chuyển tiền đến đây này lê đức thiếp này rồi bạn nguyễn trọng tín này cũng vừa chuyển tiền rồi cảm ơn đúng rồi lớp bất động sản vùng ven đấy và đợt này có chưa chia sẻ cơ hội đầu tư nha em nhá có ít tiền tham gia được không có ít tiền thì học lấy kiến thức em ơi có ít tiền thì học lấy kiến thức để sau này có tiền mà đầu tư cháu ở nhật ok cháu ở nhật đúng không cháu ở nhật cho cháu quyền cho cháu, 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 cháu chuyển khoản đi nhá ok tốt đấy anh em tuyệt vời lắm hẹn anh em ở trong lớp học nha anh em nỗ lực lên đây giờ đến cuối năm á và tôi nói với anh em khi mà sân bay long thành nó khởi sượng rồi thì nó cũng không còn cái cơ hội để cho anh em đầu tư đâu đây là cái mảnh đất hoang sơ cuối cùng còn lại tôi muốn chia sẻ với anh em những cái cơ hội đầu tư như vậy vâng tôi muốn chia sẻ với anh em những cái cơ hội đầu tư như vậy và ở đó khi các anh em đi học các anh em sẽ có cái cơ hội để, 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 để được tiếp cận với những cái kiến thức mới nhất cháu đã chuyển khoản rồi cháu quân ơn à ok lát nữa chú sẽ trích lại hết cho hệ thống của chú các bạn đã chuyển khoản là nó sẽ có thông tin hết lát nữa chúng tôi sẽ trích lại cho các bạn em muốn đăng ký muốn đăng ký thì em đăng ký đi hệ thống support hỗ trợ cái bạn hưng hưng phát viên gì đây này ok các bạn các bạn chuyển khoản lát nữa là chúng tôi sẽ sẽ thấy hết các bạn không phải phải lo gì hết các bạn cứ chuyển khoản lát nữa chúng tôi sẽ check lại và các bạn nhớ là cái cú pháp các bạn chuyển tiền nó có số điện thoại và tên nhé quan trọng nhất là số điện thoại và tên các bạn các bạn chuyển khoản này có tên của các bạn đó thì bạn thấy đấy thì diệu phương linh và và xuân hoàng hai cộng sự của chúng tôi sẽ có trách nhiệm tương tác với các bạn Phương Linh và Xuân Hoàng sẽ có trách nhiệm tương tác với các bạn Phương Linh và Xuân Hoàng sẽ có cái trách nhiệm tương tác và để hỗ trợ các bạn rất mong là gặp các bạn ở trong lớp học để, để có thể chúng ta cùng chia sẻ cái cơ hội này Ok còn phần còn lại các bạn hãy liên hệ với Xuân Hoàng với Phương Linh hẹn các bạn ở trong lớp học vào mục nào hả các bạn lớp học bao lô, ok bạn vào mục nào để học bây giờ bạn đăng ký vào lớp học sau đó chúng tôi sẽ gửi cái đường link của dung cho bạn bạn đăng ký vào lớp học lớp ngoài không chuyển khoản được em cứ comment chúng tôi sẽ hỗ trợ nước ngoài không sao cả em cứ comment ví dụ như bạn tùng ở bên trên có bạn tùng đây này bạn tùng nhắn tin qua facebook cho chúng tôi bạn tùng này nhắn tin qua facebook cho chúng tôi chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn cái cách thanh toán không có sợ gì cả bạn Tùng nhắn tin cho chúng tôi chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn cái cách thanh toán vào Facebook không có khó khăn gì đâu bạn ạ bạn họa sĩ đăng ký một suất đúng không Ok em họa sĩ đăng ký đi hẹn gặp các anh em ở trong Trần Văn Huyên này Bùi Văn Hưng này Nguyễn Trọng Tín này Lê Đức Thiếp này Trần Anh Trung này Lê Quang Thiều này Văn Tròn Văn Trọng Nhân này Đỗ Văn Tuyên này Anh Tùng đúng không Ok anh Tùng Anh Tùng lát nữa sẽ hỗ trợ anh Tùng nha Anh Tùng có vừa nhắn tin cho tôi tôi thấy rồi Rồi bạn uh, Quan An này Bạn Nguyễn Thanh Hưng này Bạn Lâm Đức Minh này Bạn Tô Văn Hai này Bạn Nguyễn Văn Dũng này Bạn Danh Phương Phạm Danh Phương này bạn nông Văn Mạnh này. Bạn uh, Lê Thị Huyền Lê Thị Huyền này. Đấy là rất nhiều bạn bạn các bạn nhắn tin các bạn chuyển khoản đi là chúng tôi sẽ check được hết. Bây giờ tất cả đều là dự án bất động sản vùng ven nhé. Ok, có gì các bạn sẽ làm việc với Xuân Hoàng. Ok, các bạn uh, sẽ làm việc với Xuân Hoàng và 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 uh, và bạn uh, Linh Phương Linh nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hy vọng sẽ gặp anh em ở trong lớp học. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi uh, hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội để chia sẻ với các bạn ở trong lớp học. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn các bạn trong lớp học. Xin phép cho tôi để kết thúc livestream ở đây. Thank you. Hẹn các bạn trong lớp học nhé. Có gì các bạn hãy liên hệ với hệ thống của chúng tôi. Các bạn đã comment số điện thoại bên dưới rồi. Các bạn cần gì thông tin về lớp học các bạn hãy hãy liên hệ với hệ thống của chúng tôi. Và tôi nhắc lại đây là lớp học cuối cùng lớp học cuối cùng của năm này giờ đến tết đây là lớp học về bất động sản vùng ven cuối cùng hy vọng sẽ mời được các bạn tham gia và ở trong đó chúng tôi có 10 nền đất còn 10 nền đất là để chia sẻ với các bạn sở hữu những cái tài sản giá rẻ để mà bỏ ra một tỷ để mà bỏ ra một tỷ để mà mua một nền đất bạn có thể phải cách thành phố Hồ Chí Minh 60 đến 70 cây tức là bạn phải mất một buổi sáng mới lên đến nơi và đây là cái cơ hội duy nhất cho các bạn chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh có 23 cây mất ba chục phút đi xe máy là vào được chợ bên Thành mà bạn có thể mua được những nền nhà dưới một tỷ ngoài tôi ra không ai có thể giới thiệu cho các bạn những cơ hội như vậy đâu coi như đó là chi phí cho cơ hội đi và hãy chuẩn bị tiền để mà đặt cọc nếu không có người khác cũng mua mất bạn vào lớp học của tôi bạn có thể mua hay không mua không sao nhưng bạn nên chuẩn bị ít nhất là 50 triệu để đặt cọc bởi vì nếu bạn không đặt cọc thì ai đặt cọc nhanh thì người đấy được tôi bán cho các bạn ưu đãi như vậy để nói với các bạn rằng mục đích cái, cái sứ mệnh của tôi là tôi giúp cho một người nghìn người nghèo có nhà để ở sứ mệnh của tôi là tôi muốn giúp cho một nghìn người nghèo có nhà để ở và đây là cái con đường để tôi bắt đầu thực hiện được cảm ơn các bạn hẹn các bạn trong lớp học I love you thank you chúc các bạn nhiều sức khỏe thank you bye bye anh em cảm ơn các bạn rất nhiều cảm ơn các bạn nhé cảm ơn các bạn bạn nguyễn văn hiến lát nữa check lại sẽ có bạn nếu check lại có tôi sẽ báo cho hệ thống bạn nguyễn văn hiến nhé cảm ơn các anh em xin chào tất cả các bạn đã chuyển tiền không lo gì hết lát nữa chúng tôi sẽ 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 check lại và hệ thống chúng tôi sẽ báo cho các bạn thank you tôi nói với các bạn là tôi bây giờ tôi có 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 đủ đất đủ nhà để xây hàng vài trăm căn nhà và tôi không, không có ở hết được và đó là cái mong muốn tôi muốn giúp cho những người khác có và tôi càng giúp được cho nhiều người thì tôi càng giàu chứ không phải là tôi lấy tiền làm gì nữa đâu tôi có đủ đất đủ nhà đủ đất để xây hàng trăm căn nhà và các bạn mua đi các bạn đến đi, các bạn tham gia học tôi dắt các bạn đi xem cái dự án với các bạn Đất của tôi làm sân bay được. Lý do thì tôi không cắt cho tôi bán cho các bạn một ít giá rẻ. Đúng không ạ? Thank you. I love you. Bye bye.